chào tất cả các bạn. Có một cái cách để mà chúng ta đi nhanh vào vấn đề, đó là tôi đoán là các bạn đây đều có smartphone hết, thì các bạn có thể đăng nhập vào cái trang Face gọi là Bảo tàng Công nghệ Thông tin Việt Nam, và đấy là các bạn sẽ thấy được rất nhiều. Mỗi ngày chúng tôi sẽ đưa thêm một số hiện vật lên cứ đều đặn như vậy, cho đến chắc là đến cuối năm thì sẽ đưa hết được. Hiện nay Bảo tàng Công nghệ Thông tin đã có khoảng hơn 600 hiện vật. Hy vọng là các bạn mà về mà tìm hiểu được trong gia đình bạn bè hoặc là các cái ông cụ bà cụ là còn cái gì cũ thì đem đến thì chúng tôi rất là hoan nghênh. Thì các bạn cũng có thể là truy cập vào trang của tôi, trên Facebook tôi tên là Công Trí Nguyễn, không có dấu, Công Trí Nguyễn viết rời, không có dấu. Tôi còn rất nhiều các trang web khác, tôi cũng trên rất nhiều trang web khác nhau. Thì dần dần các bạn sẽ, nếu có điều kiện, có thời gian thì vào sẽ thấy chắc là có rất nhiều điều bổ ích. Tôi cam đoan như vậy vì tôi viết tất cả các lĩnh vực, tôi viết khoảng 120 lĩnh vực khác nhau. Thế hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề mà người ta gọi là thời thượng, công nghệ thông tin. Cái công nghệ thông tin thì người ta đều nghĩ rằng là chỉ có thế giới Việt Nam mình thì không làm gì cả. Nhưng thực ra điều đó là rất sai lầm. Điều đó rất sai lầm. Để tôi có thể nói luôn là Việt Nam là một trong nước đi rất sớm để công nghệ thông tin thế giới. Đặc biệt là về vi tính học thì chúng ta là nước thứ ba ra máy tính. Điều rất tự hào là như vậy, mà không phải là chỉ có nhóm anh em ở trong nước mà nhóm Việt kiều ở nước ngoài cũng là cái nhóm mà làm ra máy tính. Thậm chí cái máy tính đó được bảo tàng Computer Museum của Mỹ nó gọi là máy tính đầu tiên thế giới chứ không phải là máy tính thứ ba. Đấy là điều rất tự hào. Có điều chúng ta là sinh vào một cái thời kỳ rất là đau đớn, đó là chiến tranh liên miên. Và không những thế là sau chiến tranh ấy, thì thời kỳ mà làm ra máy tính ấy, chính là cái thời kỳ mà các cái thuyền nhân xuất hiện, thuyền nhân đói quá phải bỏ nước ra đi. Những người ở lại thì rất ít người mà dám hy sinh để làm khoa học, mà đa số là phải bỏ để đi buôn bán ở đâu đó. Đấy là một cái giai đoạn mà đau đớn nhất, có thể kéo dài đến 30 năm của dân tộc ta. Và đến nay nó còn để lại những hậu quả vô cùng lớn, làm cho rất nhiều người đã được đào tạo rất tốt, cuối cùng nhìn lại quãng đời là hoàn toàn là bỏ phí. Thì đi ngay vào, ở đây tôi xin giới thiệu luôn. Đây là cái ảnh mà tôi vừa mới post lên. Đây là ảnh chụp bốn anh sinh viên đẹp trai. Và hiện nay đều các cái cụ U80 cả rồi. Bốn cụ này, trong này đã có một cụ đã hy sinh rồi. Mà cụ cũng là xanh nghiệp tỉnh nghiệp, đang làm máy tính là chết. Mà tất nhiên là bốn cụ này như vậy là cũng là thọ. So các cụ ngày xưa gọi là thọ. Bây giờ là U80. Tôi là U80 nhé. Thế các bạn ấy không tin là tôi là U80. Đây là bốn trong những nhiều người, nhưng mà chỉ có bốn này. Các bạn nên nhớ rằng là thời xưa ấy, đã là rất nhiều người học công nghệ thông tin chứ không phải. Và bốn người này là một trong bốn người đầu tiên học ở tại khoa toán trường đại học tổng hợp Hà Nội. Và lúc ấy Việt Nam có một ông giáo sư duy nhất là thầy Nguyễn Bá Hào, thầy cũng mất rồi. Thầy giáo sư đầu tiên của Việt Nam về công nghệ thông tin và học ở Liên Xô cũ đấy, gọi là Cộng hòa Liên bang Nga. Thì thầy về vừa về cái năm 67 là mở luôn cái lớp dạy. Thì tất nhiên là ngày xưa dạy đơn giản lắm, bởi vì lúc ấy Việt Nam chưa làm ra máy tính, thì dạy chay. Cả nước cũng không có máy tính nào ở miền Bắc cả. Ở miền Nam thì bắt đầu có mấy máy tính của Mỹ đưa vào phục vụ cho chiến tranh và cho sản xuất và cho quản lý. Thì ở miền Bắc ấy, năm 67 là máy tính mới đang trên đường đi về. Máy tính đang trên đường đi về Việt Nam. Thì ngay lúc ấy đã trường đại học Hà Nội đã mở ở tại khoa toán. Tại vì lúc ấy là phải lấy luôn. Thì ngày xưa ở Việt Nam mình có cái truyền thống là người giỏi nhất ấy, là chỉ học có hai khoa toán và khoa văn thôi. Thế thì tất nhiên là các chàng sinh viên đẹp trai này lúc đó là đang học khoa toán, mà ngày xưa là thi rất khó đấy. Cả nước thi một năm chỉ có 20 người đỗ vào cái trường này thôi, chứ không phải là nhiều đâu. Bây giờ học đại học quá dễ, ngày xưa vào được đại học tổng hợp là rất danh giá. Thì bốn chàng này là sau này đều là tiến sĩ cả. Thế nhưng mà cái chủ trương này ấy, không phải lúc đó mới có. Để nói là cái tầm nhìn của nhà lãnh đạo Việt Nam ngày xưa là rất là xa. Đầu những năm 60 thì lúc đó ấy, là Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã bàn với lại cục gọi là cố giáo sư Tạ Quang Bửu là nguyên là bộ trưởng của bộ đại học và trung học chuyên nghiệp,
ngày xưa nó có cái bộ nhưng mà là bộ đại học trung học chuyên nghiệp, thì giáo sư Tào Quang Bửu mới là một nhà khoa học hàng đầu Việt Nam lúc đó là bộ trưởng. Và nhớ là cụ này hồi kháng chiến chống Pháp ấy, cụ là bộ trưởng bộ quốc phòng, phải Võ Nguyên Giáp, mọi người đừng nhầm, Võ Nguyên Giáp lúc ấy không phải là bộ trưởng bộ quốc phòng mà là bộ trưởng bộ nội vụ, tức là nhân vật số 2 sau Hồ Chí Minh là Võ Nguyên Giáp. Bộ quốc phòng lại là ông Tào Quang Bửu, một cái người mà chưa bao giờ cầm súng đạn bao giờ. Giống hệt như là điện bộ trưởng Mỹ, bộ trưởng quốc phòng Mỹ không phải là tướng lĩnh. Thế đây là cái ảnh hiếm hoi mà chụp cụ Tào Quang Bửu đây, trước khi cụ từ trần, thì chụp với lại hai nhà toán học Việt Nam, ở giữa là nhà toán học Lê Văn Thiêm. Nếu mà ai mà biết ý, thì Lê Văn Thiêm mới là tiến sĩ toán học đầu tiên Việt Nam, làm luận án ở tại Thụy Sĩ ở năm 1935. Và sau đó là theo lời kêu gọi của Hồ Chí Minh năm 45 đã trở về nước và tham gia kháng chiến từ đầu. Thứ ba, cụ Tào Quang Bửu thì không có bằng cấp gì cả. Thế đấy là để cho mọi người chúng ta thấy là không phải chỉ có Mỹ mới có Steve Jobs hay là Bill Gates, mà Việt Nam bộ trưởng bộ quốc phòng thiếu tướng Tào Quang Bửu là không hề học đại học mà có thể nói được 4-5 thứ tiếng như tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh, tiếng Pháp, và cùng với là người Việt Nam đầu tiên lấy được cái bằng huấn luyện viên của tổ chức SCOUT, là một cái tổ chức hướng đạo sinh, là kết nạp tất cả các thanh thiếu niên vào đó và sinh hoạt theo kiểu quân đội để giúp mọi người, làm cái cộng đồng hướng thiện giúp mọi người. Và đấy là tiền thân sau này là hầu hết tướng lĩnh Việt Nam là đều từ cái nhóm này ra cả. Thì hồi bố vợ của ông Tào Quang Bửu là chủ tịch hội hướng đạo, và bố của tôi cũng là trưởng phụ trách hướng đạo của thành phố Hải Phòng. Nên các cụ rất thân nhau, nên vì vậy là tôi cũng có một cái duyên, tôi có rất nhiều quan hệ với những người như thế và có ảnh. Thế cụ Lê Văn Thiêm là giáo sư toán thật sự xịn, là tiến sĩ thật, và cụ ấy là dạy ở Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thế để nói là những cái chủ trương mà chuyển toán học, mặc dù các cụ này không hề biết tin học tí gì cả, nói thẳng là các cụ không biết tin học gì cả, nhưng các cụ đã có cái tầm nhìn rằng là tương lai phải dùng đến máy tính, và đã chuyển một số các anh thanh niên sinh viên học toán chuyển sang là học tin học. Còn đây là giáo sư Phan Đình Diệu, chúng ta đều biết rồi, giáo sư vừa mất năm ngoái, cách đây một năm. Thì giáo sư là người đầu tiên ở Việt Nam mà phụ trách công nghệ thông tin với cái vai trò là có bằng cấp thật sự, chứ không phải các cụ kia ấy, hoặc là không biết tí gì công nghệ thông tin, hoặc là học ở ngành toán. Là thì tôi vừa nói là năm 1967 cái máy tính đầu tiên của Việt Nam ấy mà nhập khẩu ấy, ở miền Bắc, là máy tính Minsamai, là một cái máy tính 36 bit do Liên Xô cũ sản xuất. Đến lúc đó là Liên Xô viện trợ chúng ta, hồi ấy còn thời kỳ bao cấp, chưa phải kinh tế thị trường. Thì chúng ta đem cái máy tính về Việt Nam ngày xưa cũng như là các cái trò bao cấp ấy, là chẳng mất tiền gì cả. Thì lúc ấy là tôi cũng là trẻ tuổi, là tôi cũng là phục vụ cái máy tính này, thì thấy là máy tính đầy đầy đấy, bất cứ ai mà có nhu cầu tính toán ấy, chỉ cần xin phép là đến là được tính thôi, chẳng mất tiền gì cả. Đấy là cái thời kỳ chủ nghĩa xã hội rất là ngây thơ đấy. Thế còn anh em chúng tôi thì cứ làm việc thế thôi, cũng không biết thành tích của mình ở đâu cả, miễn là máy cứ chạy được là được rồi. Thì nói luôn là cái máy tính ngày xưa ấy nó không như bây giờ, nó to bằng cả cái mấy phòng như thế kia, rất là to đấy, và phải chạy ở nhiệt độ 18 độ rét run. Vì vậy tôi mắc bệnh hôm nay tôi cũng còn ho, hồi là làm việc rất là vất vả. Mà điện ấy thì một tuần ấy lại chỉ có 2 ngày thôi, còn lại là phải chạy máy nổ, mà chưa chắc đã có xăng mà chạy máy nổ, để nói cái thời kỳ là làm việc vô cùng vất vả. Thế nhưng mà đấy cũng là một cái duyên, vì bất cứ ai có thể đến tính toán được, tôi lại quen cả cái miền Bắc này, bất cứ ai đến là tôi quen cả. Thế chứ không, nếu không mình cũng chỉ biết mấy người trong nhóm. Thế nên vậy là mình là quen được rất nhiều người là nhờ như thế. Thế đây là những người ở trong này thì còn sống cả, chưa ai hy sinh cả. Thì đây là những cái chàng trai này, đều là U70, U80 cả, các cô gái rất xinh đẹp. Ngày xưa vào được đây là phải rất khó. Trong này là có cả con gái của cụ Tào Quang Bửu, rồi con dâu của cụ Tào Quang Bửu, tức toàn những người phải thân cận, xinh đẹp thân cận. Các chàng trai học thì là ở trong nước hoặc là nước ngoài về. Để nói là ngày xưa trình độ nước ngoài trong nước không chênh bao nhiêu cả. Ví dụ như là mấy anh này là đều là học trong nước cả, chỉ có mỗi một anh, ba anh này là ở nước ngoài thôi, ba anh này ở nước ngoài thôi, còn lại trong nước hết. Ngày xưa trình độ nó không chênh lệch nhau lắm đâu. Thì nói về tôi một chút, thì hồi xưa thì tôi học ở Tiệp Khắc về. Đa số anh em là học ở Liên Xô cũ, một số anh em ở Thủ Đức, một số anh em học ở Ba Lan, Hungary, vân vân. Thế riêng tôi thì học ở Tiệp Khắc về, và cùng một vài nữa
và chúng tôi là những người học về máy tính đầu tiên ở bên Tiệp Khắc. Tức là đối với người Tiệp thì bọn tôi cũng là những người đầu tiên. Nói là chúng ta không có bị chậm gì cả. Cái đó rất may vì ông thầy tôi, ông là giáo sư toán thì ông lại học ở Mỹ về. Ông sang Mỹ ông ấy thấy là bọn Mỹ nó làm máy tính hay quá, thế là ông học máy tính. Thế là ông về ông mở khoa máy tính, thế là bọn tôi thấy hay bỏ hết cả toán chạy vào máy tính. Mà lúc chả biết máy tính là cái gì cả. Thế cái tuổi trẻ nó như thế đấy, chả hiện cái gì cả. Thế tôi chỉ nhớ mỗi lời bố tôi nói là tương lai ấy không phải là toán hay văn. Thì bố tôi ngày xưa là toán hay văn, mà tôi cũng là giải thưởng cả toán. Thì tôi nghe lời bố bảo tương lai, bố bảo lúc chưa có từ công nghệ, bố bảo là kỹ thuật. Và các con sau này là học kỹ thuật, thế là tôi đâm đơn và học ngành máy tính, ngành kỹ thuật. Tức là tôi bắt đầu học máy tính từ năm 1966. Thế là còn sớm hơn cả mấy anh kia. Thế mặc dù các anh hơn tuổi tôi nhưng về thâm niên thì tôi vẫn là đàn anh. Tôi vẫn là top một trong 10 người đầu tiên Việt Nam học về tin học. Thế thì cái máy tính Minsam 2 về lúc đó thì riêng cái màn hình nó nặng hàng tạ. Có thể tưởng tượng ngày xưa màn hình nặng hàng tạ mà nó chỉ có trắng đen, không có màu gì cả. Thế nhưng gần như chả ai dùng cả. Còn nói chung là giao tiếp với máy tính là chỉ có qua mấy phương tiện. Một là cái băng giấy, hai là cái máy chữ, ba là cái máy in mà nó chỉ có rộng có 8 cm, dài có 8 cm. Nó có một cái máy in rộng hơn nhưng mà vì tiết kiệm giấy, dưới giấy thì rất đắt. Và Việt Nam thì không sản xuất được giấy máy tính. Thành ra bọn chúng tôi phải mua giấy ở bãi bằng về, xong lại phải tự cưa. Cái cuộn giấy nó to như cái chỗ này này, xong phải cưa nó ra thành đúng cái khổ của cái máy không tiêu chuẩn gì cả. Việt Nam làm giấy là theo kiểu chuẩn của Thụy Điển, nhà máy bãi bằng Thụy Điển. Thế còn cái máy in sâu nó lại cái khổ khác hẳn. Sau đó lại phải đục cái lỗ để cho nó chuyển động được. Thế ngày xưa làm việc rất vui, thế tức là mọi thứ là mình phải tự làm chứ còn không có ai làm sẵn cho mình. Như bây giờ ra kia mua cả một giấy rất đen rất bẩn, tôi vẫn còn giữ được vài trang nhưng mà mọi người không thể tưởng tượng được. Chữ thì rất là xấu, lúc ấy chưa có máy in ma trận hay là máy in phun mực hay laser như bây giờ. Ngày xưa là in băng, tức là nó hết mực thì lại phải thay băng tay như nào cũng nhem nhuốc. Ngoài ra có cái máy gọi là đọc bìa, nào biết trên nó sẽ mỗi cái con cái bìa cứng cứng một tí bằng giấy đục các lỗ trong đấy. Là những cái công cụ rất phổ biến của cả phương Đông lẫn cả phương Tây và những cái thập niên 60-70. Sau này thì chắc là còn tìm ở trong bảo tàng thôi. Thế thì cái máy tính này nó làm được gì? Nó làm rất nhiều như tôi nói, nhưng mà chủ yếu cái là sinh viên chúng ta là chỉ biết mỗi học toán thôi. Nhưng mà cái bài toán phổ biến nhất là sinh viên trường đạo xây dựng. Thế hồi sinh viên đạo xây dựng đến nhiều nhất là vì họ phải tính toán kết cấu. Cái này thực ra việc anh chị biết là quá dễ, nhưng ngày xưa nó chưa có phần mềm chuyên dụng. Chứ bây giờ tất cả những phần mềm phần tử hữu hạn giờ nó đầy tính rất ngon, nhưng ngày xưa không có. Hay là kiến trúc AutoCAD bây giờ có, ngày xưa không có. Tất cả phải làm tay. Ngày xưa nó buồn cười mức là có nhiều anh chỉ cần làm xong một cái bài như thế có thể thành cái luận án được luôn. Ngày xưa là làm cái gì bằng máy tính là nghe khủng khiếp, mà những cái nào là khủng khiếp lắm. Nhưng giờ nhìn lại rất là buồn cười. Cách đây nửa thế kỷ nó thế đấy các bạn. Thế ngoài ra thì có cái nhóm mà nó bắt đầu xuất hiện nhiều, đó là vào thời chiến tranh chống Mỹ. Lúc ấy là máy bay Mỹ ném. Bạn nào đây chắc là phụ huynh các bạn may ra mới biết được cái máy bay Mỹ ném bom Hà Nội. Và B-52 bị rơi Hà Nội nào, thì cái công lao của cái máy tính này chính là tính được cái phương án bắn tối ưu để cho máy bay B-52 nó bị rơi và Mỹ nó phải dừng lại. Rơi nhiều quá nó phải dừng lại chiến tranh 12 ngày đêm đánh phá Hà Nội năm 1972. Đấy là những cái thành tích của máy tính này. Và tôi nói luôn, để nói là một thứ vui rất lãng mạn. Hồi là để chấm gom ấy thì là tôi làm ở cái đơn vị hồi gọi là Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, trụ sở chính ấy, thì nó đóng ở 39 Trần Đại. Bây giờ nó bỏ rồi. Ngày xưa là của hãng dầu Shell của Hà Lan. Bây giờ có Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường ấy, là cái tiếp theo của Ủy ban ấy. Bây giờ đóng ở chỗ đường Trần Duy Hưng, thì nó bỏ cái tòa nhà kia rồi. Nhưng bạn nào muốn tham quan vẫn thấy được đấy, vì tòa nhà là do hãng Shell nó xây, tường dày 60 phân để tránh được bom. Thì đầu tiên là cái máy tính đặt ở dưới cái hầm ấy. Thế sau đó ông sợ quá, thì ông sợ bom thì ông lại cho vào một cái quả núi. Mà bây giờ cái quả núi cũng không còn nữa, để các bạn biết là nếu mà không có bảo tàng thì chúng ta sẽ không thấy cái gì cả. Cả một quả núi to như thế mà dưới thời Lý, tức là cách đây 1.000 năm, quả núi đó từng là cung điện của nhà Lý ở trên. Đấy, quả núi nào mà đọc lịch sử sẽ thấy Hà Nội ngày xưa nó có 13 quả núi. Đấy, núi Nùng, núi Xưa. Thì cái núi Xưa ấy là cái nơi mà đào ra và rút máy tính bên trong.
Thế thì bảo vệ cái máy tính là xung quanh cái đoạn mà mắt tinh sẽ thấy nó có bốn khẩu pháo phòng không, bốn khẩu pháo cao xạ. Và cái làng ấy là làng Liễu Giai, tình cờ nó lại làng của ông Hoàng Đạo Thí, là bố vợ ông Tào Quang Bửu đấy, và cụ ở sống ở đấy. Và cụ ngày xưa là cụ là cục trưởng cục thông tin đầu tiên của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 46, cụ là cục trưởng đầu tiên đấy. Cụ là tôi vừa nói là chủ tịch của Hội Thứ Hạng Việt Nam đấy. Thì cụ tự học thôi, tự học qua sách báo của Tây, nên mà cuối cùng cụ cũng biết được rất nhiều điều có thể để dạy cho các tướng lĩnh. Ông cụ ấy và bố tôi và một số các thầy giáo ngày xưa là dạy luôn ở trường quân sự Trần Quốc Tuấn, tức là học viện quân sự đầu tiên Việt Nam, và tất cả các tướng lĩnh đầu Việt Nam đều học ở trường mà ra cả. Thì đây là những cái luống hoa, cái làng Liễu Giai nó ngay cạnh làng Ngọc Hà. Mọi người đều biết là Ngọc Hà ấy, nó có cái hồ mà cái máy bay Mỹ B-52 nó còn cắm đầu dưới đến, mọi người thấy cái B-52 nó vẫn nằm ngay cạnh công viên Bách Thảo. Thì đấy là để nói là những cái hiện vật đấy mà nếu mà không, nhà nước không thò tay vào thì không còn. May nhà nước thò tay thì cái máy bay rơi nó còn, nếu không là dân đồng nát nó sẽ xẻo hết, phán hết. Dân tộc Việt Nam mình rất trong quên quá khứ, vì cái gì xẻo nó bán, càng chả còn cái gì cả. Tức là bây giờ về nhà xem, tôi làm bảo tàng thấy hầu hết mọi người chẳng có cái hiện vật gì cả. May mà tôi lại có cái tính chơi đồ cổ từ bé, tôi mới giữ được nhiều như thế. Và đấy là bà vợ tôi còn bán đi 4 xích lô, không thì tôi còn rất nhiều. Đây là cái nhìn luống hoa rất đẹp. Người trông thì đẹp thế này thôi, chứ còn người ta bón phân người rất là kinh tởm. Nếu mà tôi phải làm việc trong môi trường rất kinh, người trông thì đẹp nhưng mà người mùi rất kinh khủng. Thế để ngụy trang thì ta trồng ở trên cái núi đó, những cái cây phi lao. Thì lãng mạn thì các anh đến gọi là cây thông, gọi là đồi thông. Từ đó nó có cái tên đồi thông, thì cái đồi thông nó chỉ còn trong lịch sử thôi. Các anh chị mà đọc sẽ thấy là có cái tên đồi thông, nhưng thực ra là đồi thông đã bị san phẳng vì bây giờ đất vàng. Cái chỗ đó là ngay sau khách sạn Thăng Bằng Đỏ, cạnh ngay nhà máy bia Chủ Khê. Thế thành ra đất rất đắt. Thì đây là trụ sở của tôi. Để nói là hồi xưa chúng tôi rất khổ, anh chị ở cái này là rất sướng. Như bọn tôi ngày xưa nhà cấp 4, mọi người nhìn thấy đường đất hết. Mỗi khi mưa là chúng tôi phải bị bõm lội, mà từ nhà tôi lên đây là 9 cây số là xe đạp lên đây làm việc như thế. Làm việc là chia nhau 3 ca, anh nào làm ca đêm hôm nay thì ngày mai được nghỉ, vân vân như thế. Thế đây là cái ô tô để chở các cái đoàn chuyên gia đầu tiên, chứ còn tất cả anh em chúng tôi là đều đi bộ, đi xe đạp. Anh nào may lắm thì có được cái xe máy đem ở miền Nam ra. Đấy là tình cảnh nhà cấp 4. Nhà cấp 4 và cả cái dãy này có đúng 2 cái điều hòa, trong đó một cái hỏng. Đấy, làm việc như vậy trong cái môi trường như thế mà chúng tôi đã làm ra tại đây, là cái máy tính đầu tiên của Việt Nam và đồng thời cũng là máy tính đầu tiên châu Á nó ra đời. Thế nói chuyện máy tính của Liên Xô nhập, sau đó là cái máy tính Otra của Ba Lan nhập về năm 1974, nhét ở trong cái hộp vừa rồi. Thế nói để làm việc gì? Đó là để làm thống kê dân số. Năm 1975 ấy, đất nước thống nhất, thì cái việc đầu tiên là đếm xem có bao nhiêu người đã. Vì ngày xưa ăn cơm ăn thiếu, phải đếm có bao nhiêu người để chia tướng gạo. Thằng nào thừa thiếu là rất nhiều tham nhũng là xảy ra ở cái chỗ ấy. Thế vì vậy là phải có cái thống kê. Thì lúc ấy anh Diệu là trưởng phòng, lúc ấy chúng tôi mới là một phòng nhé. Cái năm ấy là máy tính ghê như thế, nhưng mà chỉ có đúng một phòng, và cái phòng lại bí mật, không được gọi là phòng máy tính vì sợ Mỹ nó biết lắm là mình có máy tính. Mình gọi là phòng toán học tính toán. Người nghe một người có thứ gọi là toán học tính toán bao giờ không có, phải mở ngoặc ra là phòng máy tính mới là tên. Còn tên ở ngoài ấy, mọi người dùng ấy, nickname ấy, là toán học tính toán, còn bí mật thì gọi là phòng máy tính. Phòng máy tính đấy vì là nó tính ra được cả cái phần nào tư ở bán em đi. Thế thì anh Diệu anh ấy sau cái máy tính Minh Giang Mai rồi ấy, thì là đến cái máy tính Ultra, thì anh Diệu nhận lời luôn là thống kê dân số. Và chúng tôi làm được thật, trong vòng không đầy một năm mà chúng tôi thống kê được cả nước mình thống nhất lại. Tức là lúc ấy là gần 100 triệu cái phiếu đấy, mà chúng tôi tự lập trình, tự cộng trừ nhân chia ra được hết, biết hết. Đấy mà làm trên máy tính như thế, mà trong thiếu điện, thiếu nước. Và nhờ đó cái phòng mình trở thành rất nổi tiếng, và nó cái nhiệm vụ rất lớn. Trước kia nó chả làm gì cả, thế ai muốn đến bảo nó tính gì là nó tính đấy. Còn đây là coi như là một kinh tế đầu tiên. Tức là nhà nước ký hoàn chúng tôi và chúng tôi đảm bảo suốt cái năm là chúng tôi không nhận cho ai tính toán gì cả, chỉ có làm mỗi cái này thôi. Thế thì
Rất may là anh Phan Đình Diệu ấy, lúc anh nổi tiếng thế thì anh được chọn làm thực tập sinh đầu tiên ở Việt Nam sang Pháp. Lúc ấy là giáo sư tiến sĩ khoa học nhưng mà vẫn phải đi là một anh chàng thực tập sinh thôi vì nó không có tiêu chuẩn gì cả. Vì lúc ấy Việt Nam bị cấm vận, mọi người nên nhớ là sau năm 75 ấy là cả phương Tây là không chơi Việt Nam. Giống như bây giờ là Mỹ đang cấm vận Iran ấy, hay là Bắc Triều Tiên. Thì tình cảnh là rất khổ, không có gì mà xài cả. Không có thông tin, không có gì hết. Thế rất may là nó có cái suất là suất toán học, anh Diệu đi là suất toán học. Thì anh là bản thân là gốc toán, là giáo sư sang thực tập về toán. Thì lương rất thấp, thực tập sinh lương thấp. Thế anh sang thì thấy là các bạn bè của mình dẫn đi cái trung tâm tính toán nó kinh quá. Trung tâm tính toán ở Liên Xô mà anh ấy từng phòng Liên Xô anh biết. Thế là anh ấy biết ngay là đây là tương lai. Thì tôi muốn nói là cái tầm nhìn của anh Diệu, rất nhiều người đi như thế nhưng mà chỉ có anh Diệu là người duy nhất nhìn thấy được là máy tính không chỉ bài toán cộng trừ nhân chia sin cos tan gì cả mà là dùng để quản lý, dùng để mà điều phối vân vân, điều khiển trong công nghiệp ấy. Tức là nhìn thấy cái ứng dụng rất lớn và ra tiền, bởi tính toán học kỹ thuật thì thực ra là ít tiền mà nó lại chỉ là ở giữa những cái người chuyên gia với nhau nó dễ, còn cái máy tính kia là phải đưa cùng thường là rất là khó. Thế anh Diệu trở về cái thì là anh ấy bắt được tay một cái anh bạn sau này rất thân tôi, anh ấy chết rồi. Anh ấy là tổng thư ký của Hội Hợp tác Học Kỹ thuật với Việt Nam, tên là Alain Tessonier. Không có bằng cấp gì, giống như ông Tạ Quang Biểu. Nhưng mà anh là một trong người đầu tiên làm máy tính ở Pháp. Anh làm từ máy tính từ đời cổ điển đến giờ thì anh rất giỏi. Và anh ấy hiểu được cái xu hướng thế giới lúc đó là Mỹ, lúc hãng Intel là một cái hãng chưa ai biết đến cả. Mọi người nên nhớ là năm 1970 lại Intel là cái hãng chỉ làm bộ nhớ đấy. Ông tình cờ có một cái chàng sinh viên của Nhật sang thực tập, ông tên là Shima. Thế anh sang này anh có cái việc là anh phải làm cái máy tính bỏ túi để tính ở siêu thị đấy. Đấy, chuyển sang là điện tử hóa. Thế ông đang làm thì công ty của ông ở nước Nhật thì ông bị sập tiệm. Thế ông này ông ở lại và ông thiết kế được cái CPU đầu tiên cho Intel. Lúc đó 4 bit thôi, gọi là 4 chip Intel 4004, có 4 bit thôi. Bây giờ chỉ trong bảo tàng, không ai dùng đến nó cả. Thông minh là thấy thằng này nó làm ra cái thứ có thể xài được, thế là giữ lại. Tức là ý tưởng vượt tất cả các giáo sư lúc ấy. Đây là những người mà học, ông này là người thực tập nhất, tức là vừa mới học ra trường chưa biết gì cả, nhưng mà đã hiểu được một cái chuyện rất hay, tức là có thể làm một cái chip mà nó tính toán được. Và nếu có nhiều chip như thế và làm càng ngày càng, chúng ta đều biết là càng ngày cái số tăng so càng tăng lên, độ phức tạp càng tăng lên thì cái chip nó càng thông minh và nó sẽ càng ngày càng phức tạp hơn. Tức là những người thông minh đã nhìn thấy là tương lai của cái chip này nó sẽ đánh bại tất cả những loại máy tính to cả căn nhà này kia mà rất đắt tiền bởi vì nó rẻ. Thế và hãng Intel đã dùng cái tay này, nhưng tất nhiên là chỉ 2 năm sau khi mà học hết ý tưởng rồi tống tay này làm đại sứ thôi để làm uy tín cho hãng Intel, còn nó bắt đầu đưa người của Mỹ lên vào các vị trí then chốt. Và cũng từ đó những cái kỹ sư đó họ bỏ hãng Intel và ra lập các công ty khác rất nhiều. Và đấy là cái phong cách làm việc của người Mỹ khác người Nhật. Người Nhật là trung thành hãng mẹ, thì đây là họ bỏ đi, họ lập các công ty mới startup. Và vì vậy Mỹ có rất nhiều các công ty làm. Và trong cuộc cạnh tranh đó chỉ những anh mà làm hiệu quả nhất thì tồn tại. Không phải là tốt nhất mà là hiệu quả nhất thì tồn tại. Còn rất nhiều anh đã bị chết và nhiều anh chết đau đớn. Cái anh Nhật cực kỳ tốt, tôi đã sử dụng rất nhiều các cái chip khác nhau cực kỳ hay, nhưng mà cái ông làm finance, ông làm tài chính kinh doanh kém quá, rồi cuối cùng công ty sập tiệm. Cái trả lương của cán bộ có thể là cao quá mà không thể vay được tiền trả tiếp thì cuối cùng sập tiệm. Thế quay trở lại thì lúc đó là ông Tessonier là ông ấy là một trong người hiếm hoi ở trong kíp mà làm cái máy tính đầu tiên ở tại Pháp. Tức là Mỹ làm ra cái chip này nhưng mà trên thế giới chỉ có 3-4 người làm thành máy tính thôi. Thì nói là cái cục vàng rơi thế thì biết là cục vàng dùng gì, nhưng mà cái chip rơi ra chứ ai đã biết đó là có giá trị như thế nào. Cả thế giới lúc này là những người này là đến đầu ngón tay. Thế thì anh ấy đã làm máy tính và anh ấy là cái người đã từng giúp Việt Nam mà anh đi Mỹ đấy để quyên góp quần áo ở gửi sang Việt Nam. Đấy, muốn sang Việt Nam là vì hết chiến tranh rồi, năm 75 ấy là anh muốn sang Việt Nam để truyền cho chúng ta kinh nghiệm sáng tạo, tức là không đi theo con đường làm tiến sĩ giáo sư làm những cái bài toán mà làm ra những cái sản phẩm công nghệ để có thể thay đổi cuộc sống mọi người với cái giá trị rất là lớn. Thế và anh ấy gặp được anh Phan Đình Diệu, và một bên là một giáo sư toán học thuần túy lý thuyết, là một bên là một cái anh chẳng có bằng cấp gì mà đã chơi thân được với nhau ngay lập tức và đem được cái ý tưởng, và là anh Diệu anh mời anh Tessonier. Thế cuối năm 1976 đấy là anh Tessonier cùng một anh Việt kiều nữa tên là Hoàng Thành Đào, là người Thái nhất
là đồng bào Thái chứ không phải người Kinh chúng ta đâu. Nhưng mà anh ấy đã cũng tham gia với Nha Lanh trong phong trào là phản chiến, và vì vậy là thân nhau. Anh cũng rất giỏi vì anh cũng biết dùng các cái chip đó, không làm ra máy tính nhưng mà dùng để điều khiển các thiết bị tự động. Thì hai người cùng kết hợp sang Việt Nam, mà lúc phải bay vòng vèo, đến lúc chưa được bay thẳng Hà Nội đến là Paris. Và anh đi sang Việt Nam ấy, là hai anh kia là người Thái, nói tiếng Việt cũng kém, nhưng là người phiên dịch đầu tiên. Anh này thì là nói tiếng Pháp, và đấy là bài giảng đầu tiên, thế mà chúng tôi cũng hiểu được lọ bõ, chả biết nói nhau cái gì, cuối cùng mà cũng hiểu được. Thế là họ rất phục, bảo tại sao mà họ giảng tiếng Tây cũng hiểu, mọi Việt Nam hiểu nhanh như thế. Thì trong vòng có đúng 2 tháng mà chúng tôi làm được cái máy tính, đúng 2 tháng cái bài vừa làm rồi là làm máy tính, nhưng mà cái năng suất không tưởng tượng mà không hề biết ngoại ngữ gì cả. Thế đều cái ảnh chụp lại, may mắn là tôi chụp bây giờ, còn những cái ảnh còn lại thì đây là cái ô tô mà lúc ấy là anh Diệu anh thuê cho để chở hai ông này đến. Thế sau khi mà thấy bọn tôi hiểu nhau rồi thì anh Đào anh bảo chẳng cần anh dịch, vì anh cũng biết tiếng Việt quái đâu. Anh dịch thì nghe còn khó hiểu hơn. Thế là anh ấy lại sang giúp bên anh ở bên học viện kỹ thuật quân sự. Thế sau đó là anh trở thành bạn thân với tôi, nhưng mà không may anh sau thì chết vì bệnh ung thư trực tràng, chết mất rất là tiếc. Anh là người rất là yêu nước, rất thông minh và rất là kín đáo. Và rất tiếc là anh ấy không có vợ, nhưng không để lại được đứa con nào cho mình báo ơn. Đấy, đây là cái hầm, cái núi xưa đây. Cái quả là đồi thông này, cây phi lao mọc lên. Thế đây là sau chiến tranh rồi, không máy bay Mỹ không còn nữa. Vì vậy là bọn chúng tôi bị dỡ hết cả đất, cái tàu, cả cái núi vứt hết đất đi. Hồi đâu có biết. Đấy. Lệnh ở trên xuống bảo là phải đào ra để cho máy tính nó không bị ẩm. Không, đất nó phủ lên, nó ẩm, nước nó vào, mưa nó vào. Thế là sau đó là phải lợp mái nhà lên để che khỏi nắng nóng lắm. Mùa hè như này này, bọn tôi làm việc rất là khổ. Đấy, trong cái phòng, cái hầm như thế, suốt ngày đêm làm trong. Thế đấy là cái hầm máy tính lớn của Ba Lan đấy. Thế còn cái phòng chúng tôi thì là phòng bên cạnh. Ở giữa là chính là con đường đất ấy, còn lầy lội. Còn dẫn ra cánh đồng hoa và những cái khẩu pháo ngay phía sau này. Thế đây là hai người bạn Pháp. Ở đây là Alain Tessonier, tổng thư ký, anh ấy mất 2 năm 2009. Và tôi đã sang tận Pháp, tôi về tận quê anh ở cách Paris 700 cây số để mà viếng mộ anh. Và đây là giáo sư viện sĩ Henri Van Schermotter, là bạn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bạn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bạn rất thân. Tôi còn giữ được lưu bút của những người viết thư cho nhau. Thế là số phận đẩy cho tôi là quen tất cả những người này rất thân. Và các anh ấy sang Việt Nam là toàn sống ở tại nhà tôi. Tất cả những người này đã mất cả rồi, và mỗi người đều bên phi pháp họ đều dành cho một cuốn sách để tưởng niệm công lao của những người này trong cuộc đời hoạt động vì khoa học và vì thế giới. Thế để nói là công lao của những người rất lớn, mọi người có nhận ra ai đấy không? Rất tiếc nhỉ, các bạn nhận đấy là Ngô Bảo Châu. Đây là Ngô Bảo Châu. Tôi là người đầu tiên được hai ông này nuôi tại nhà, và đến sau này là Ngô Bảo Châu là người cuối cùng và được ông ấy nuôi. Phải nói là chúng tôi có rất là may mắn. Lúc chúng tôi đi thì chúng tôi không biết đây là những con người rất vĩ đại, nhưng người ta rất là khiêm tốn, không hề biết là họ là những người rất tài ba, họ quen toàn bộ giới khoa học hàng đầu thế giới. Và vì vậy là anh Ngô Bảo Châu là được họ giới thiệu những người thầy rất giỏi, thầy Mỹ, thầy Pháp. Chứ nếu mà không có những cái mối quan hệ đó thì không thể chọn được thầy, không chọn được đề tài, không thể đến đây là anh Ngô Bảo Châu. Đây là cái ảnh mà chụp mà anh Hoàng Thành Đào đang ngồi phiên dịch. Thế còn anh Tessonier là anh người giảng bài thì anh lại chụp ảnh. Đấy, cái hội trường nó như thế, mà bảng không có bảng gỗ nhá, đây là bảng xi măng gắn lên tường luôn. Cửa chấn xong không có sắt, chấn xong thì sẽ bằng gỗ hết. Nói chung là trộm cũng vào vô cùng dễ. Thì đây là cái ảnh của viện khoa học tính toán và điều khiển nằm ở tại đồi thông, tức là cái phòng máy tính sau khi mà làm được cái động tác là thống kê dân số ấy, trở thành nổi tiếng ấy, thì được nâng cấp lên và trở thành viện. Và lúc ấy chúng tôi là tự dưng từ mấy chục người ấy, trở thành ra có hơn 100 người. Đấy là nòng cốt sau này công nghệ thông tin Việt Nam đều ở viện này. Hàng trăm giáo sư tiến sĩ, hiện nay là có hàng trăm giáo sư từ đấy trở ra. Nhưng ngày xưa nó nghèo khổ thế này này, nó mấy nhà cấp 4, tất cả đất hết, không có đường bê tông, đường gạch gì cả. Đấy là đây là cái máy mà trước khi mà lợp đấy, sau đó mới lợp. Đấy là lúc bóc ra chưa lợp. Đấy lại phải có cây gạch lỗ để mà chống nóng.
Như vậy là trong vòng một thời gian rất ngắn, mà chúng tôi đã làm được máy tính. Đây là ảnh anh Hoàng Hoàng Thành Đào. Đây là Notre Dame Paris, cái nhà thờ vừa bị cháy đấy. Đây là hai người đang chụp. Tôi lúc sang Paris gặp anh ấy, trở thành bạn thân với nhau. Anh ấy dẫn tôi đi mua sách cũ. Tôi là thích rất thích đồ cổ. Ở Paris ven sông Seine nó có những cửa hàng bán đồ cổ, chúng tôi có thể mua được rất nhiều tài liệu hay. Thế để nói là cái ngày xưa tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam là rất khác bây giờ, người ta nhìn rất xa. Đây là Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngồi đây, tóc bạc. Bên tay phải là giáo sư Hồng Lê Bao Trường Tơ vừa nói, ông ấy là chủ tịch của cái hội hợp tác khoa học kỹ thuật Việt Nam. Còn đây là Alex Kossier là tổng thư ký, là hai người rất có vai trò. Còn đây là ông Xuân Thủy, lúc ấy là Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam, là cái người đàm phán ở Paris, hiệp định Paris đấy. Và đây là đại sứ Việt Nam tại Pháp Võ Văn Sung. Thì đây là cái cuộc họp ở ngoài lề bên cạnh cái chuyến đi của Thủ tướng Phạm Văn Đồng sau khi chiến thắng. Thì Thủ tướng đi cảm ơn tất cả các nước trên thế giới đã giúp Việt Nam, đặc biệt là nước Pháp là nơi mà đã diễn ra hội nghị Paris rất dài, 30 năm đó ký kết. Thì ông này ông ấy giới thiệu luôn để ông Phạm Văn Đồng tiếp xúc với các nhà khoa học hàng đầu của Pháp. Và từ đó đẻ ra cái ngành hợp tác học kỹ thuật Việt Nam. Và nhờ vậy những người như tôi sau này cũng ở châu cũng được sang Pháp. Chứ còn lúc ấy là cả thế giới công nhận Việt Nam, không ai chơi Việt Nam cả. Đây là những tấm ảnh rất lịch sử ở đây, ông Alain Kessonier ngồi đây. Cái phòng này là cái nơi mà chính là họp hội nghị Paris đấy. Tôi đến từ nơi nữa ở đại lộ Clément. Quay lại một tí, cái ảnh này rất lịch sử. Ảnh này là cái máy tính Audra ở trong cái hầm rồi đấy. Máy tính mà là đang làm cái động tác là thống kê dân số. Năm 75, 76 là thống kê dân số. Đấy, cô này là bà già, ngày ấy là hoa khôi ở Hà Nội. Con dâu của Bộ trưởng Tào Quang Bửu. Anh kia thì mất rồi. Đây là những người của phòng máy tính. Nửa thế kỷ sau gặp nhau lại chụp đây. Toàn những ông bà già. Thì hôm nay thì đến một nửa số này đã không còn nữa. Thế như tôi vừa nói là trong vòng có 2 tháng chúng tôi vừa nghe, buổi sáng nghe bài, buổi chiều làm luôn. Lúc ấy là tinh thần rất là open. Cũng giống như các bạn ở đây. Không có gần hơn các bạn ở chỗ là hội chả bất học phí gì cả. Còn tôi nói là có cái cuộc hội thảo như thế và làm máy tính. Tất cả bất cứ ai ở đất nước Việt Nam đều có thể đến được. Tức là cả những anh bay Sài Gòn ra, vân vân. Và lúc ấy là rất đông. Ngồi chật kín cả cái viện, cả cái đồi thông chật kín. Thành ra vì vậy phòng tôi bé, lúc mà làm máy tính thì chỉ chọn là hơn 10 người chọn thôi. Thì rất may là tôi được chọn trong những nhóm được làm máy tính. Và tôi được phụ trách luôn. Thì đây là cái máy tính đầu tiên làm ra. Và vì ông này là ông bậc thầy, bọn tôi chụp kỷ niệm ông ấy. May quá, có cái ảnh duy nhất ông. Ông là người rất khiêm tốn. Đây là ảnh duy nhất mà có ông ấy. Thì lúc ấy là công nghệ là bằng dây. Đây là cái dây, dây này là rất đặc biệt. Nó là bằng đồng nhưng mà mạ bạc. Nó lại bọc bằng teflon, có nghĩa là ném vào lửa không cháy. Chịu. Cái này là chúng tôi đã biết vì ngày xưa là bọn tôi nghèo phải đi kiếm những cái mảnh máy bay Mỹ rơi. Chợ rời, bán chợ rời đem về tháo ra để làm các cái đồ điện tử mà sống được. Thì máy tính thế, hầu hết cái máy tính này làm được lấy từ chợ rời Việt Nam ra, gỡ linh kiện của Mỹ ra. Chứ rồi làm gì có xuất nhập khẩu. Thì ông này ông đem sang cho được một ít những cái quan trọng nhất, còn lại là phải đi kiếm ngoài chợ rời. Bản thân tôi đã làm cả cái bộ nhớ ấy, hoàn toàn bằng các cái đích dị, bit và những cái diode. Diode gỡ ở máy bay Mỹ ra làm thành rôm từng bit một nhé. Cắm cái đinh xuống thì là một, mà rút đinh ra thì là không. Đây là lập trình ngày xưa rất đơn giản, nhưng mà lập trình từng bit như thế là rất lâu. Thì cái máy tính là như thế, và lúc ấy là chưa có bàn phím màn hình, do đó là phải giao tiếp bằng các cái đèn led này. Mỗi công tắc này thì đưa vào ấn lên là một, bật xuống thì là không. Và toàn bộ tất cả là làm bằng cuốn dây bằng tay hết. Đấy là cái máy tính đầu tiên Việt Nam, đặt tên nó là đầu tiên nó tên là ST8080, là vì dùng cái chip Intel 8080A. Là cái chip năm 76, cái máy này làm năm 76-77. Tháng 12 năm 76 và đến tháng riêng nó về thì hoàn thành rất nhanh. Còn tôi bỏ cả Tết mà làm. Nó là FT là vì là phát triển. Tại vì có nó thì mới làm được máy tính khác. Nó mô phỏng toàn bộ những cái lệnh và máy tính mà nó hiện lên thế là đọc được tất cả các trạng thái của cái thanh ghi. Thế sau đó thì là rất nhanh, phải nói ngày xưa nó không như bây giờ.
Thế anh Phan Đình Diệu anh đi báo kết quả lên là thủ tướng, à phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp rất ủng hộ anh thôi. Và Việt Nam với Pháp là ký ngay là hợp tác, và trong đó là lần đầu tiên ý, là có cái hợp tác tin học. Trước đó là toàn hợp tác về địa chất, về sinh học, về nông nghiệp, về y tế, giáo dục. Thế đây lần đầu tiên là tin học Việt Nam được chui vào chương trình hợp tác chính thức giữa hai nước. Rồi các nước khác cũng phải cấm vận hợp tác Việt Nam. Thế và trong cái họ chọn luôn tôi được người đầu tiên đi Pháp luôn. Rất là may. Rất nhanh quyết định chỉ trong vòng vài tháng. Thế lúc tôi chưa biết tiếng Pháp, tôi phải tự học. Tôi phải tự làm cả cái máy quay đĩa để mà mượn đĩa của người khác học tiếng Pháp. Thì lúc ấy ở Việt Nam cũng chỉ học có tiếng của xã chủ nghĩa thôi, tiếng của phương Tây là gần như không có. Vì chúng ta chỉ lúc coi những tiếng của chủ địch chúng ta được học, trừ những cái trường chuyên. Thế tôi sang Pháp thì tôi thiết kế một cái máy tính mới, rất là sơ đồ vẫn còn nguyên cả. Và đây là những cái bìa bạch in, tức là đã thay cái công nghệ mà làm ở Việt Nam ấy là bằng cuốn dây, thì bắt đầu công nghiệp hóa, có nghĩa là cái máy tính này là nhân bản được, muốn làm bao nhiêu chiếc được, chỉ việc là đút những cái bìa xuống như các bạn làm bây giờ thôi. Thì nói là công nghệ Việt Nam năm 1978 là như thế này, đây là năm 78, kết quả tôi làm, và toàn bộ cái này tôi làm chỉ có 3 tháng xong, 3 tháng xong. Và cái hệ thống đó ấy là nó giúp cho công ty điện lực Pháp, tôi làm một công ty điện lực Pháp, thì nó rất khác Hàn Lâm. Cái công ty điện lực Pháp là nó thay đổi toàn bộ cái hệ thống điều khiển cũ bằng các relay điều khiển mạng lưới điện của Paris là lần đầu tiên điều khiển. Thì cái máy tính này của tôi là máy tính chuyên dụng, nhưng mà bên cạnh làm cho Pháp ấy, thì tôi nghĩ ngay là làm máy tính Việt Nam. Đó, là tư tưởng tôi làm máy tính Việt Nam, nó khác với máy tính của Pháp, nhưng mà về nguyên lý không khác gì nhau cả. Khác chỉ là phần mềm là cái giao diện thôi. Thì lúc đó là có giao diện như là điều khiển hai cái ổ đĩa mềm, rồi ra máy in vân vân. Tất cả cái này đều có em bảo tàng cả, cũng là công gì chúng ta sẽ thăm sẽ thấy. Thế sau đó thì là tháng 2 năm 1979 là Trung Quốc đánh Việt Nam. Thế là tôi đáng lẽ là tôi ở lại làm luận án tiến sĩ, nhưng mà tôi bỏ về ngay. Lúc đấy là chiến tranh, tôi về ngay Việt Nam và tôi đem tất cả cái về, bỏ tiền túi ra để mua các linh kiện đem về để lắp các máy tính Việt Nam. Và ngay lập tức là tôi lập cái nhóm đề tài. Nói ngày xưa các thủ trưởng rất tốt, ủng hộ ngay. Từ ông Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp phụ trách khoa học công nghệ cho đến viện trưởng để ủng hộ tôi lập nhóm đề tài. Và những người tham gia đề tài ấy, lúc ấy là Việt Nam tổng động viên, tất cả thanh niên đều phải ra chiến trường hết. Thế thì những người tham gia đề tài là được miễn đi quân dịch, không phải đi bộ đội. Tuy vậy tôi có lên Lạng Sơn và tôi có chụp ảnh Lạng Sơn, lúc ấy là bị nó san bằng hết Trung Quốc, nó khi nó rút về là những cột điện, cái giếng nó cũng cho đập phá và phá tan, và khắp nơi là mùi tử thi thối hoang kinh khủng. Tẩy uế mấy tháng hết được cái mùi kinh khủng, các bạn không thể tưởng tượng chiến tranh nơi nó khốn khổ như thế nào, dã man tàn bạo như thế nào. Thì rất may là những anh em trong nhóm này là không phải đi chiến trường. Nên là đây là tôi đang làm trên cái bìa mặt in, và lúc đó là cả cơ quan, cả một cái viện này mà chỉ có hai cái oscilloscope thôi, một cái là của Liên Xô một cũ, một cái là của Hungary, để dùng và dùng đài móc đèn điện tử dùng để theo dõi các cái tín hiệu điện tử. Phương tiện rất khổ. Và chúng tôi đã biến một cái tivi trắng đen, lúc cái Việt Nam chưa làm tivi màu ấy, năm 1979 là lúc Việt Nam mới đang làm dưới cái giấy phép của Ba Lan, là mình làm cái máy thu truyền hình trắng đen gọi là Neptune của Ba Lan, lai sừng Ba Lan bán cho nhân dân. Thì ngày nào nhà nào có cái là sướng lắm, có trận bóng đá, tất cả hàng xóm, thậm chí ngày thường thôi bản tin thể dục thể thao hay là trẻ em, những bông hoa nhỏ, tất cả các hàng xóm đều kéo đến để xem. Ngày xưa người ta rất là mở ống quân chứ không kiểu đóng cửa như bây giờ. Thế thì từ cái máy tính này sau đó là chúng tôi nhân bản ra làm rất nhiều máy tính. Và tôi đến tôi giờ tôi còn quên hôm nọ là dần lên, khi bắt đầu mình năm nay bắt đầu tôi xuất hiện trên mạng, tôi kêu gọi là người đóng góp hiện vật đi. Thì rất nhiều anh ở các cơ quan khác bảo, thế thì mày làm người ta mày quên rồi, thế à? Thế là ngày xưa ra cũng chả có lấy tiền, cũng chả nhớ ấy. Mình thì bỏ tiền túi ra mình mua, nhưng lúc mà làm mình lại tặng các cơ quan khác. Và nhờ các công việc như thế mà không phải chỉ trong viện học tính toán điều khiển chúng tôi, mà rất nhiều viện, đặc biệt là bên an ninh quốc phòng và các trường đại học, là nhiều người đã thành tài được là nhờ dùng máy tính này, họ đào tạo tiếp ra những cái sinh viên và những cái kỹ sư khác. Đấy là cái sự phát triển ngày xưa nó khác hẳn bây giờ. Các bạn bây giờ cố gắng mà tranh thủ, hiện nay điều kiện tốt hơn rất nhiều, thông tin đầy đủ, các bạn internet hay không có cái gì cả. Nhà nào có điện thoại thì phải cỡ cũng trưởng thứ trưởng dưới lên có, không có điện thoại, cả cơ quan đúng một cái điện thoại cho viện trưởng,
thoại dây mà không phải phun dây nữa. Mà điện thì một tuần là mất gần hết, chỉ có 2 ngày có điện thôi. Thế là từ đó là hợp tác rất thành công, rất có tiếng vang. Tôi lúc ấy là được mời tất cả các nơi, các trường, các viện để giảng bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa đi máy bay là sướng lắm. Thế là giảng cho mọi người về về cái kỹ thuật mới này. Và vì vậy mà tôi có rất nhiều bạn bè. Còn phía Pháp họ tiếp tục nhận. Ở đây là những cái anh chắc phải hiểu được. Các bạn nào mà học hay tạo nghề nghiệp, các bạn nào mà làm luận án tiến sĩ thì chắc là quen tất cả các vị này. Hầu hết là các cái giáo sư trong cái hội đồng ở khoa học bây giờ. Đấy. Thì họ họ bây giờ đều là giáo sư tiến sĩ cả. Nhưng mà ngày ấy đều chỉ là thực tập sinh hoặc là nghiên cứu sinh. Chụp ảnh chung với anh Phan Đình Diệu, anh Phan Đình Diệu thăm các cái quân của mình. Và lúc ấy cũng nhân danh là vì chúng ta phải giấu phương Tây, không cho họ biết. Điều kiện hợp tác ấy là phải không được đưa an ninh quốc phòng vào. Thì rất nhiều anh em ở bên an ninh quốc phòng nên là phải đội lốt bọn chúng tôi là dân sự để đi. Bên Tây họ vẫn nghĩ là bạn bè tôi thực ra là không quen nhau, các anh đều là bộ đội. Thực ra đóng lon gì bọn tôi chả biết nữa. Sau này về biết là rất nhiều người thậm chí lên cả tướng. Đây là Lạng Sơn đây. Tôi chụp vào tháng 3 năm 79 ở Lạng Sơn. Ngay sau khi Trung Quốc vừa rút thì tôi lên ngay. Tà Nạp không còn cái gì. Cả một thành phố không còn cái gì cả. Và đấy lại chính là quê hương của tôi. Tôi sinh ra ở đấy trong chiến tranh Trung Pháp. Thì đây là những người đầu tiên làm máy tính. Đây là anh Vũ Duy Vấn. Sau này anh cũng bỏ đất nước, anh sang Mỹ, nước nhập quốc tỉnh Mỹ rồi hay sao. Thế còn đây là anh Trần Văn Thái, chắc nhiều người biết là giám đốc của Net Nam cũ đấy, giờ về hưu rồi. Tôi đây, ở đây anh Đặng Văn Đức, giờ là giáo sư tiến sĩ ở về hưu rồi, nhưng mà vẫn còn làm ở trong bọn tôi, vẫn gặp nhau thường xuyên. Chúng tôi đang tham gia làm bách khoa toàn thư về công nghệ thông tin Việt Nam. Thế để nói như vậy là lịch sử sau đó thì các bạn biết rồi, tôi có lẽ hôm nay không có đủ thời gian để nói, mà tôi cũng muốn để dành thời giờ trả lời câu hỏi các bạn. Thế còn thực ra các bạn đều có thể lên mạng vào cái trang web của tôi thì một phần hồi ký phỏng vấn của rất nhiều. Hiện nay thì bên hãng phim Tư liệu Trung ương đã quay tôi rất nhiều ngày, quay bảo tàng rất kỹ. Và sau này họ sẽ dựng phim thì các bạn chắc xem phim. Thế rồi bảo tàng khi nào mà xin được giấy phép ấy, thì hoạt động các bạn có thể thăm được xem sờ tầm mó tầm hiện vật. Nhưng mà để nói là những cái năm cách đây mấy chục năm ấy là bọn tôi đã từng nói chuyện với các bạn. Ví dụ đây là Bộ trưởng Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và các cái giáo sư hàng đầu Việt Nam lúc đó. Thì tôi được mời lên để nói cũng như các bạn hôm nay nói về cái chuyện công nghệ thông tin Việt Nam thực ra là rất sớm. Thế nhưng chỉ vì cái thời kỳ mình nãy tôi nói là khủng hoảng kinh tế thì rất nhiều các anh chị đã phải bỏ cái ngành của mình để sống. Và vì vậy chúng ta bị chững lại. Thế nhưng mà chứng lại cũng không phải là mất. Chính trong cái khoảng cảnh mà chết đói đó thì sinh ra công ty FPT. Chính FPT ra đời trong cái khoảng cảnh năm 1988 ấy, toàn là những anh em đói. Thì tôi cho anh cho mọi người xem ảnh luôn. Anh em FPT là toàn người đói, không được cực bất cực. Đâu tốt thì các bạn ở đây đâu. Đây là anh Bùi Quang Ngọc đây. Đây là Tết tại nhà Bùi Quang Ngọc, Tết năm 79. Đây là tôi. Đấy, anh Trung Hà, cho anh bạn rất mình rất biết, anh Hà rất nổi tiếng. Chúng tôi vừa mới ăn cơm nhau không ạ? Ngày Tết. Đấy là anh Ngọc, anh vừa đi Bulgari về mới được thế. Đây là tôi dẫn các quân của FPT. Lâm Phương thì chắc là đi đạt thì biết đúng không? Đây Lâm Phương đây. Đấy Lâm Phương. Đây tôi đây. Đây về nhà VT chỉ bây giờ thành các ông già cả rồi. Đấy, đây là tôi là người đầu tiên test cái máy Olivetti đầu tiên của FPT khi được với Ý của TNT. Thế tôi chỉ sang làm có 3 năm ở FPT, sau đó tôi lại quay trở lại làm việc ở trong khu vực nhà nước, làm những cái đề tài rất là bí mật. Đây là Tết năm 89. Ở tại FPT lúc đó đóng nhờ ở viện cơ ở Liễu Giai. Đây anh Trương Gia Bình đứng sau bông hoa này, anh Lê Vũ Kỳ. Đây là tôi, đây là hai cô thư ký của anh Trương Gia Bình. Đây là cái ảnh
chụp tại Liễu Giai, trụ sở viện cơ. Đấy, công ty FPT ngồi trên tầng cao này. Thế đây là tướng đồng sinh viên vừa mất năm nọ đấy. Đến, đây là giáo sư Vũ Đình Cự. Đây là tôi này. Đây là giáo sư Nguyễn Văn Đạo đã chết rồi. Đấy, giáo sư Nguyễn Văn Điệp. Đấy, đây là Trung Hà đeo kính đây, luôn luôn đeo kính râm. Còn loạt anh em FPT. Đây là Đỗ Cao Bảo đấy, phụ trách FIS. Phạm Hùng. Đây Trương Gia Bình đây. Đào Vinh nghỉ hưu rồi. Đây Lê Vũ Kỳ đây. Thì lúc đó FPT là công ty gọi là Food Processing Technology, là công ty công nghệ thực phẩm. Đấy, thì cái phần của tôi phụ trách ấy, thì nó là ISC, tức là Information Service Center, là trung tâm dịch vụ tin học. Thì đấy là bộ phận tin học nằm ở tôi hết, tôi là phụ trách. Đấy, anh Bùi Quang Ngọc là phó của tôi. Thì còn lại là anh Võ Mai, anh Trung Hà, anh Thành Nam, vân vân. Sau này có thêm những anh Lâm Phương sau này. Đây là cái ảnh chụp đấy. Đấy, dịp Tết lạnh tôi đây này. Anh Trung Hà này. Đây là anh ở Viện Cơ này, đây là anh Hùng Dâu đấy, nổi tiếng, bây giờ tóc bạc phơ. Đây là anh tiến sĩ Trần Văn Trảm ở Viện Cơ. Cái này nói là lúc ấy là rất nghèo khổ, mọi người phải kiêm nhiệm. Vừa làm ở cơ quan nhà nước, đồng thời lại lập công ty để kiếm thêm ít cho vợ con. Thì chúng ta nhìn thấy để thấy cái tấm gương lao động, hy sinh quên mình. Không bao giờ giấc cả, chúng tôi không có khái niệm gì là nghỉ phép cả. Hôm nay thời gian ít thì tôi chỉ nói tạm tạm đến thế, chắc là các bạn ở đây trường Gia Bình lúc mà đã chuyển về chỗ Amsterdam đây. Đấy, ở trường giảng võ đây, Bình đây, tôi đây, đối diện chỗ này là cái toilet, xin nói luôn mọi người ăn cơm ngay cạnh toilet ăn ở ngoài hành lang trường. Đây là cái hợp tác khác biệt đây, hay như giáo sư rất nổi tiếng là Đỗ Long Vân, viện phó viện toán, đây ông Alan Tessonier, tổng thư ký. Đây là giáo sư Nguyễn Đình Chí, hiệu phó Đại học Y Khoa. Trần Mạnh Tuấn, viện phó viện phòng Việt Nam. Đấy. Đây là cuối cùng là vừa mới năm ngoái đây, đầu năm nay ảnh chụp kỷ niệm. Sau rất nhiều năm như thế, cuối cùng chúng tôi được thưởng cái huy chương kỷ niệm với các vị tiền bối cách mạng vân vân. Thế là tôi tạm dừng ở đây. Bây giờ các anh chị có câu hỏi tôi sẽ đi vào trả lời. Các bạn phải có đó tưởng tượng một chút. Quay lại, quay ngược đồng hồ 40 năm là không phải dễ. Mọi người nên... Có khi các bậc phụ huynh khi tôi hỏi cho anh. Các bạn có hỏi không? Chỉ rất nhiều ba người lúc này cũng chưa chắc ra đi làm. Không có đàn là sinh viên đúng không? Các mọi người kém mạnh dạn đấy nhỉ? Các bạn có ai làm kiểu cái máy tính hay là cái gì mà cũng cứ từ đây cho tới phần lớn là đều sâu là ảnh nhân vật. Các bạn có cái kiểu biết không? Các bạn dùng máy tính rất nhiều. Kể từ nhỏ. Rất nhiều, rất nhiều. Đây. Đây là cái máy tính Mac đầu tiên năm 1982-84 gì đó, thì hãng Apple lúc ấy làm ra một cái máy tính rất hay, lấy tên là Lisa, tên một cô gái. Nhưng mà cái máy đắt quá, bán cỡ chục nghìn đô la, mà ngày ấy chục nghìn đô la to lắm, bây giờ là mấy chục nghìn đô la bây giờ. Đấy, đầu năm 80 thì là cái thất bại, tức là máy tính thì rất hay. Đấy, dùng hệ điều hành giống như là Unix, tức là hay hơn hẳn Microsoft rất nhiều lần rồi. Steve Jobs là người mơ mộng, nhưng mà ông quên một điều là với giá ấy thì chỉ có vua chúa mua được đấy. Ông ấy đi thuyết phục mãi, hình như có mỗi vua Tây Ban Nha, vua Bồ Đào Nha mua một chiếc, chứ chả ai mua, sau đó là sập tiệm. Thì ông ấy để tiết kiệm ấy, thì từ cái máy Lisa đắt tiền ấy giúp ra làm cái máy này. Cái máy này là lúc ấy 5.000 đô, cũng giải được một nửa. Nó tiết kiệm, tức là nó không, đầu tiên là nó không có gì ngoài một ổ đĩa mềm, mà rất tiên phong. Steve Jobs là luôn tiên phong, bắt là dùng cái ổ đĩa mềm mới nhất ngày là cái tí này. Trong khi lúc có Microsoft nó dùng cái ổ đĩa mềm to 5 inch/4 đây là 3 inch/2 rồi, không có đĩa cứng gì hết, màn hình chỉ có 9 inch trắng đen, nhưng mà độ phân giải rất cao, gọi là cao thôi, nhưng có 192 dpi thôi. Thế nhưng mà trên đó đấy là chúng tôi đã lập trình được tất cả những cái phông chữ Việt đầu tiên Việt Nam, đều do tôi làm cái máy này. Mấy trăm cái phông chữ Việt đầu tiên là tôi bán ngay cho bạn, bán được 5.000 đô.
Nhưng tôi là thắng to, vượt những ngày vừa được bán ở Tây. Còn sau này mỗi lần nó mua nó phải trả thôi, tôi license cho tôi. Tôi bán ngay cho hãng Rheinmetall của ở Đức. Tôi thắng cái thầu rất lớn ở Báo Nhân Dân Việt Nam. Thắng công ty Siemens của Đức luôn, tôi thắng luôn. Để nói là chúng ta luôn luôn có thể sáng tạo được. Đúng rồi, chính xác. Đấy, đấy là cái máy tính nó bé như thế đó. Bây giờ nó làm cái bảo tàng. Và tiếp ngay sau đó là thắng rất to, thành ra là Steve Jobs là do cải tiến thành Mac Plus. Thế rồi MacBook, rồi iMac, vân vân, rất nhiều tôi có tất cả các bạn. Thế tôi là người tài lý đầu tiên của Steve Jobs ở Việt Nam. Và tôi được mời sang cả Chiang Mai, Bangkok gặp Steve Jobs được gặp mọi người, còn cưỡi con voi, thuê một Thái Lan con voi cưỡi đi lên bục. Phải nói là hồi mình rất là ấn tượng với cách làm việc của Steve Jobs. Đấy là người tất cả chúng tôi là cùng nhau, cùng thế hệ cả. Steve Jobs có cái rất là yêu thích các cái phông chữ. Anh sang cả châu Âu để nghiên cứu cái phông chữ cổ từ thời họa sĩ Alfred Dürer thế kỷ 15, để ông nghiên cứu cái cách làm phông và ông cải tiến. Và chính cái làm phông này để mọi người thấy là Việt Nam mình có sức mạnh rất lớn, mọi người cũng biết. Đó là nếu mà chúng ta biết cách sử dụng toán ấy, thì toàn bộ thế giới mà chúng ta nhìn thấy được, thậm chí cả nghe thấy, đây tôi chỉ nói thật, nghe thì nhìn thấy thôi, chúng ta đều có thể biểu diễn bằng những cái phương trình, nó gọi là phương trình Bézier, đường cong Bézier. Đường cong Bézier là do một ông kỹ sư người Pháp, cũng chả học, chả giáo sư tiến sĩ cả, sau khi ông phát minh ra mấy chục năm sau người ta phong cho ông là giáo sư tiến sĩ, chứ còn lúc ấy ông là một kỹ sư làm ô tô cho hãng ô tô Citroën của Pháp. Và chính nhờ ông ấy mà Việt Nam có một anh nghiên cứu sinh rất giỏi sang bên Pháp học ông ấy, và trở thành sau đó là tư lệnh đầu tiên của không quân Sài Gòn, và sau đó sang Mỹ làm đại tá. Và được NASA đúc tượng vàng thì anh đã tính ra được cái đường bay tối ưu của tàu vũ trụ Mỹ. Các bạn thiếu thông tin thôi, thực ra là người Việt Nam rất tài. Những người như thế được xếp hạng trên Bill Gates. Chúng ta đừng nghĩ là Bill Gates cao, người Việt Nam chúng ta có mấy người đứng cao hơn Bill Gates trong bảng. Nhưng mà rất tiếc là tôi viết bài tổng biên tập không có đăng, vì họ đều treo cờ vàng cả. Chứ mà thực ra là họ đó. Và cái ông ấy là học trò của bố tôi, rất biết em ông ấy thì là làm việc với thân rất là tôi là giáo sư Nguyễn Xuân Hy, chắc nhiều người biết. Để nói Việt Nam rất nhiều người tài nhưng không thể xuất hiện được. Đấy, mà tất nhiên là những người tài này thường là họ ngây thơ, vì suốt ngày làm máy tính ý, không biết gì giống như tôi làm chẳng biết gì, về nhà vợ tôi không biết tôi làm gì. Đến lúc tôi được giải thưởng nhà nước, báo chí phong đầy nhà kéo đến đây bán, ngạc nhiên nó sắp cái bọn nước làm gì, không biết tôi làm gì cả. Đấy, không bao giờ vợ chồng nói chuyện với nhau, với bà ấy chẳng biết tin học, không có gì để nói chuyện. Thế đại khái là chúng tôi ngây thơ thế. Thành ra chính trị là chúng tôi không biết gì. Ví dụ lúc ấy tôi không hề biết là ông Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp ấy là không đúng vững được. Chứ lúc ấy là gần tôi gặp cả ông chị, ông nào cũng gặp tôi cả. Vì lúc đó ông cũng không biết gì đâu, thấy ở Việt Nam làm được máy tính như thế, ông nào cũng tưởng ở Việt Nam đến đời. Cái tư duy lúc ấy rất là ngây thơ. Thế là tôi rất khổ, chắc là anh em mà đọc cái hồi ký anh Khánh Nam thấy là lúc ấy là Đỗ Mười gọi tôi lên bảo thằng Công phải làm siêu máy tính. Đấy, tức là hồi các lãnh đạo Việt Nam của nó là có tầm nhìn rất kinh, nhưng mà nó hoang tưởng. Nhưng mà tôi lúc ấy không dám từ chối, bởi vì nếu từ chối thì anh chị em mình sẽ mất khoản tiền lớn. Chứ mình lúc ấy không có xu nào cả. Thế chị phải anh cứ nhận thì là lấy tiền của Đỗ Mười về. May mà sau đó ông Đỗ Mười ông ấy không làm thủ tướng nữa. Về cái vụ này. Nói trong cuộc sống nó nhiều cái nó rất là buồn cười, nhưng mà viết ra đăng thì không ai đăng cả. Nhưng mà đứng ở sự thực nó như thế. Cái hồi ra Thành Nam bảo em không hiểu sao anh dám nhận cái đề tài này, thì lúc ấy không nhận cũng không được, chết đói cả lũ nơi không có tiền. Mà ông Đỗ Mười ông ấy tin là mình làm được siêu máy tính. Thì đúng là tôi có làm về lý thuyết, thì lý thuyết thì mình làm được, nhưng mà đây là máy tính nó khác, là lý thuyết thì khác. Cái chuyện thật như đùa. Vâng. Trong quá trình là bảo tàng thì hiện có được cái giai đoạn chính. Có chứ. Có thể trả lời đằng sau chứ không thì quên. Thứ nhất là tôi không thể khuyên được các bạn. Bây giờ các bạn giỏi hơn tôi rất nhiều, các bạn điều kiện tốt tôi rất nhiều. Thông tin bây giờ mạng có rồi. Tôi nói luôn, tôi là trưởng tiểu ban mạng Việt Nam. Năm 97 chính là tôi là người khởi thảo ra để mở cái Internet. Mà lúc ấy là hầu hết bộ chính trị là không đồng ý.
thì các ông ấy nghe mấy cái thằng mới bẩn nó nói bảo rất bậy bạ lắm, nên toàn toàn xin kiểu chuồng, nên là các ông ấy bắt cho xem thử, không xem vào thế này xem được, thế là ông lại cho vào, không là phải thật chứ còn nói không hiểu. Thì chúng tôi không khuyên được các bạn đâu, thực ra nhiều khi tôi nói thật là cuộc đời mình gọi là may, may hơn khôn. Rất hiểu sự tôi làm rất là ẩu ả, bừa bãi như thế mà cuối cùng cũng chả bị đi tù cả. Tôi tiếp xúc với lại phía Tây nhé, ngay tôi cảnh sát đi theo lưng. Vì lúc tôi rất trẻ, tôi có biết gì đâu, lại không phải đảng viên. Thế mà Tây sang đây là tất cả công an đã theo dõi, lúc là lúc bộ không khí lúc mình đi nghị định của địch hết đến để chuẩn bị là hại Việt Nam. Thế mà tôi lại dám chơi với họ, mà tôi lại không hề biết tiếng Anh. Thế nói chuyện là cứ đủ mọi thứ trên tay, biết cái gì nói thế mà cũng hiểu được. Cứ là kỳ lạ rồi. Thì nói là tôi khó mà khuyên được các bạn, thì thời đại các bạn là khác rồi. Nhưng tôi chỉ có thể khuyên được điều này thôi, tức là các bạn hãy nắm thật vững những kiến thức gọi là cơ bản, tức là những kỹ năng để chúng ta sống được. Chúng ta muốn sống được chúng ta phải làm gì? Phải biết đọc, biết tìm thông tin, biết hỏi, biết thí nghiệm. Chứ còn nghe người ta thông tin mà chúng ta tin ngay không được, bao giờ chúng tôi phải thử. Mà thử thì sai rất nhiều, đây chúng tôi chỉ nói thành tích thôi, thực ra chúng tôi sai nhiều lắm, đốt cháy rất nhiều thứ, không dám nói với vợ, vớt rất nhiều tiền, không dám. Đấy, phải làm, phải hy sinh, rất nghèo khổ để cuối cùng mình thành công. Khi thành công thì lập tức tôi lại rất không hiểu mọi người nào, tôi thành công xong là hôm sau tôi chán lắm, gần như một cái tâm trạng trống rỗng, tự dưng mình không biết làm gì, tự dưng là xong hết việc rồi. Tức là sốc một thời gian mới xong, tự dưng tỉnh lại nghĩ là làm mới, thế là mừng quá lại lao vào lại một cuộc điên rồ mới. Thế cuộc đời tôi là thành tích rất nhiều. Lúc về hưu mọi người mới khai, tôi khai bốn cha bốn bộ trưởng ngạc nhiên, xong này nhiều nữa. Ở đây chưa hết, lúc ấy làm không bao giờ nghĩ cả. Không bao giờ nghĩ, tôi nghĩ các bạn nếu ở cuộc đời ấy, chúng ta quan niệm là chúng ta tự do, chúng ta tưởng tượng, chúng ta thực hiện, chúng ta thành công, thì đấy là hạnh phúc lớn nhất, không gì bằng. Vì qua cái đó, chúng ta gắn kết tập thể. Sở dĩ tôi thành công ấy, là vì đấy thì tôi nói từ đầu. Từ lúc một người vô danh, tôi đã chơi lúc nhiều ông nổi tiếng. Lúc mà rất nhiều giáo sư tiến sĩ đến để ban vỉ tôi mới cho cái tính trước. Tức là có chỉnh trạng xếp hàng. Anh nào thân thì tôi cho vào trước, chen hàng trước. Cả cái mắt này có đúng cái máy tính đấy. Tức là chúng ta phải có cởi mở, có kết bạn tất cả mọi người, chứ đừng có e dè. Tôi thấy các bạn đây e dè, không dám đặt câu hỏi gì cả. Chúng ta phải đặt câu hỏi, dù nó ngớ ngẩn không sao cả. Thì mình nghe câu hỏi về mình phải kiểm tra lại xem nó đúng không, người ta trả lời có đúng không. Tại vì tôi cũng già rồi, không phải cái gì tôi cũng nhớ cả. Tôi nói có thể sai, sáng nay có một anh có ý cho tôi. Nửa thế kỷ trôi qua, năm 66, hơn nhỉ, hơn nửa thế kỷ. Đấy, làm sao mà nhớ được. Đấy. Mình nhớ như thế là mọi người rất nể. Nói chung là tất cả cái đám nhà báo đến phỏng vấn về bóc băng chưa xong. Nó nhiều thông tin mức bóc chưa xong. Thì tôi bây giờ quay lại câu hỏi thứ nhất. Tức là khi tôi hiện nay là dành tôi rất nhiều về công việc. Đây chỉ là một trong công việc mà vì anh Thành Nam anh kể rồi. Giờ tôi đành phải theo Thành Nam thôi. Thế là mọi người chỉ sợ tôi chết, tôi bệnh rất nặng, tôi 4 lần một tim trong này, 4 lần một tim, mọi người rất là ốm đau. Thế nhưng mà tôi vẫn hoạt động rất thường xuyên trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở đây chỉ là một trong lĩnh vực mà hiện nay tôi làm bảo tàng, là ngày tôi dở tất cả các ảnh, các hiện vật, sau đó tôi ghi chú lại, sau đó tôi đăng lên để cho mọi người góp ý xem tôi ghi chú ra đúng chưa. Sau đó thì lúc đó mình mới in thành tài liệu và lúc đó chúng ta. Thì hiện nay tất cả chúng ta nói đây coi như là bản nháp thôi nhé. Bóc băng các bạn đừng có quan niệm đây là đã bản official. Đấy. Tôi nghĩ là sẽ chia nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu ấy, là cái giai đoạn mà các chính sách. Như tôi lúc đầu từ thủ tướng, giáo sư, bộ trưởng bằng cái cảm tính thôi. Và tất nhiên là nhìn cả tấm gương của phương Tây. Cái rượu mà không đi phương Tây thì cũng không bừng tỉnh được. Thì thực ra là các cái nhà học Việt Nam ngày xưa đều học Liên Xô về cả. Mà Liên Xô thì cái lĩnh vực này của họ là bị lạc hậu, mà nếu có đi thì học. Không phải ai được học Việt Nam sai, người giỏi nhất không được học đâu. May là vì mình đánh Mỹ, thì mình đi gạn Liên Xô bảo là đánh nhau Mỹ, giờ mày không cho ông tao, chúng ta lấy gì đánh Mỹ, Liên Xô cho mình máy tính. Không còn lâu. Thế bọn tôi là civil, thì có máy tính trước. Mấy năm sau, bọn mình mới được mày Liên Xô cho bán máy tính cho. Phải dễ. Không phải đơn giản. Bây giờ, tiếc là các anh quên cả các anh, bây giờ toàn các anh lẫn rồi. Chứ thực ra nhớ lại cái thời hào hùng rất hay. Trẻ hơn các bạn, tính dám tính ngay cả đường bay của B-53 bay vào Hà Nội như thế nào của chúng ta sẽ. Vì chúng ta rất ít tên lửa, các bạn không, đừng có đọc báo hay tin nhảm nhí. Thực ra là trượt rất nhiều, 1.500 quả chúng ta chỉ có 20 quả trúng thôi, còn lại trượt hết. Thì
nói thì dễ thôi chứ còn có nhiều tên lửa bắn không phải nó trúng được đâu, nhưng phải biết tập trung vào. Bầu trời nó mênh mông này, 1.500 quả chả ra cái gì cả, mũi vào biển. Nói các bạn nó có 12 ngày đêm bắn 1.500 quả, lúc mà chúng ta hết rồi, thật là nó anh nữa thì ta cũng gây. Thế thì chúng tôi chia giai đoạn nhiều là giai đoạn hình thành được chính sách cử người đi đào tạo gạo lên sâu bán máy tính cho, giai đoạn thứ hai là thông qua thực tế bằng máy tính ấy, thì bọn tôi giỏ sư lần thứ ba là hòa bình lại, thì có mỗi nước Pháp duy nhất, sau đó đến Bỉ, là tôi đã tiếng Pháp. Người Vũ Đức Đam cũng là sang học Bỉ, tôi sang tận nơi Vũ Đức Đam đang sinh viên. Rồi tôi chọn rất nhiều người từ nước ngoài, tôi ra nước ngoài, này Việt Kiều đem về nước. Ngày xưa người mà chả có lương, các ông bảo làm mà tôi làm chả có lương, chả có chức vụ. Thế là giai đoạn sau đó là giai đoạn mà chúng ta làm máy nhân bản và đào tạo cả nước, như vậy là các trường đại học đều có khoa ngành thông tin. Thế rồi đến giai đoạn chết đói là mọi người bỏ đi buôn, chúng ta ra công ty. Thế là nhờ chính sách của Đảng Nhà nước là năm 88 là cho mở công ty FPT, là một trong 6 công ty đầu tiên về máy tính để mở. Ai muốn mở được, mở rất khó. Còn đã mở là thành công thì ngày có ai biết làm gì công ty đâu, phải ai biết làm công ty gì cả. Thế là mở được mấy tháng rồi, thế là tôi phải mời Phạm Vũ Luận. Lúc ấy Phạm Vũ Luận chưa là bộ trưởng bây giờ đâu, lúc ấy chỉ là anh giáo viên quèn ở đại học Ngoại thương thôi. Thế là bảo bà Doan giới thiệu, Luận là cùng khóa tôi mà, mời đến giảng cái chương trình biết ship phốt là gì. Trước đó về chương trình không biết ship phốt là gì cả. Để nói các bạn đừng có ngại, các bạn bây giờ kiến thức hơn chương trình rất nhiều. Chương trình lúc ấy là tiến sĩ ở MGU mà chưa biết ship phốt là gì cả. Đấy, cái cô Thám Hoa mà lúc nãy trong ảnh chụp là thư ký Bình ấy, là tôi định đuổi cổ cô từ đầu. Thì cô rất là nhõng nhẽo, nhưng mà Trương Gia Bình lấy bằng được. Thì sau hỏi Lê Quang Tiến mới lộ ra bí mật là vì cái nhà nó bán đô la ở Chợ Rời lúc ấy. Nó biết được tỷ giá đô la, mà ngay chỉ cần biết tỷ giá đô la nó thắng rồi. Thế nên Trương Gia Bình mới nhận vào. Chứ còn xét ra thì cô này không đủ tiêu chuẩn để làm thư ký được, thì cô hay. Thế còn giai đoạn sau thì các bạn biết rồi, đấy là các công ty nó vào hòm, chúng ta là bắt đầu máy tính, sau đó chuyển sang là chỉ có tiếc ấy, là những giai đoạn sau này chúng ta không có một công ty nào mà tôi biết có đủ tầm cỡ để tạo ra sản phẩm áp đặt được cho thị trường, mà chúng ta bắt buộc phải đi làm thuê. Như anh chị em giảng, nếu mà tôi biết ngay con tôi đều làm cho Microsoft hay là Google chẳng hạn, hay là các công ty khác hết, chứ không tự mình mở được công ty. Một số anh ấy đã mở rồi nhưng mà cũng không đứng được, ví dụ như là Topsis chẳng hạn, làm cái robot đấy, anh rất giỏi, rất nhiều anh giỏi, thế nhưng mà một thời gian sau cũng thất bại, là vì cái cục nó rất lớn và cái tính xấu mà tôi, nếu anh nào xem cái buổi cất cánh mà tôi lên nói ở truyền hình cách, thì tôi nói là cái người Việt Nam rất thông minh, có một cái tính kém ấy, là chỉ hợp tác với nhau lúc hành vi, lúc nghèo khổ, lúc có tiền bạc là cãi nhau, là không biết chia sẻ khó khăn, không biết dám đem tiền túi. Thế còn tôi là bỏ tiền túi ra, trong khi lúc ấy một cái xe đạp là tôi mua được cả một căn hộ, một ngày căn hộ vô cùng rẻ, bởi vì Trung Quốc nó đánh mình, người dân nó bỏ hết nhà, nó chạy đi, nhà rất rẻ. Rồi anh nào mà đầu tư vào bất động sản thì giàu sụt, bỏ Hà Nội vắng tanh không ai. Tôi như nói là lúc ấy mà mình đi buôn thì rất giàu, nhưng mà mình tập trung vào lại, mình lại trở thành, và không phải chỉ Việt Nam, lúc ấy tôi đi giảng nước ngoài rất nhiều. Mình là giáo sư ở miền Tây nước ngoài đấy, mình đi rất sớm, nhưng mà mình chúng ta là thiếu cái teamwork, và không có một cái nhà mạnh thường quân nào dám bỏ tiền vào để đầu tư vào những cái nó gọi rủi ro như công nghệ thông tin, mà người ta chỉ đầu tư vào những cái hiển nhiên có lợi như là bất động sản thôi. Thế nên tôi cũng khó rất, nhưng các bạn mỗi thời một khác, nhưng mà có điều có thể khuyên được đó là cái tinh thần cởi mở, teamwork, làm việc tập thể với nhau, tôi nghĩ là đời nào cũng đúng cả, và cái đó là cái mà người Việt Nam chúng ta cần phải luôn luôn khắc sâu. Thưa các bạn, em muốn hỏi máy tính ngày xưa thì đơn giản, bác có thể nêu nguyên lý hoạt động của nó và nó có những đoạn, có cần sử dụng những đoạn code như bây giờ không ạ? Câu hỏi rất hay. Máy tính ngày xưa đơn giản nhưng mà nó không khác gì máy tính ngày nay cả, nó đúng từng cái bộ phận. Nó cũng có bộ phận điều khiển trung ương, có bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, có điều khiển vào ra,
cũng nối được tất cả thiết bị máy vi và mạng. Và nó cũng có hệ điều hành, chỉ có cái là hệ điều hành ngày xưa ấy, nó không thân thiện. Như tôi nói, chúng tôi làm lần tiên là chúng tôi làm tận lúc pit. Và hệ điều hành chúng tôi là vì cũng dân chuyên nghiệp, đây bạn nào xem đấy. Ngày xưa là đẹp tui hết ấy, tôi là lập trình với mức. Suốt ngày là cứ hát tay vào bàn. Hai cục tay về đẹp vui, không thể chữa được. Da tôi rất trắng, nhưng hai cục đẹp gì. Tất cả ngày xưa như thế nào mà giỏi, không biết ngay, cần rút tay ra biết ngay. Là lập trình nhiều. Ngày xưa lập trình khổ thế các bạn ạ. Chúng tôi phải tự viết hệ điều hành. Cái hệ điều hành chúng tôi viết đầu tiên ấy chính gọi là ba đồi thông đấy. Đấy là chúng tôi lập cái bằng ngôn ngữ basic thôi. Thì Bill Gates đấy, Bill Gates cũng làm được cái ngôn ngữ basic, gọi là em basic thôi, Bill Gates viết. Thì Bill Gates không làm được. Đấy, lúc ấy là Steve Jobs làm và Bill Gates làm cái chương trình basic. Thì còn tôi còn hơn Bill Gates và tôi làm cả hệ điều hành. Chính là vì mình bị thế giới nó bao vây, đúng vậy, thì mình phải tự sáng tạo. Chả ai dạy mình cả với bọn tôi. Lý thuyết thì chả thua gì ai cả, bọn tôi tự viết. Mà viết bằng bit nhé, tự lập bằng bit. Đấy, hôm nay tôi vẫn còn giữ. Hôm nay ta chip tôi còn giữ tất cả, nó không khác gì cả, tất cả chúng tôi. Nhưng mà sau này khi người ta đã ra được hệ điều hành, dùng con chuột, dùng giao diện đồ họa rất dễ sử dụng ấy, thì tất nhiên là mình không thể dùng cái hệ điều hành như ban đầu tôi nữa. Đấy, tất nhiên là ngay lúc đó tôi đã sử dụng cái hệ điều hành khác mà đây rất ít người bạn biết, mà anh Thành Nam có nói. Nếu mà nghe tôi thì lúc FPD chưa chắc đã bị được là đẹp. Tôi những cái năm ấy là tôi đã dùng Unix rất là thành thạo rồi. Nhà tôi hiện nay vẫn máy tích trong bảo tàng máy tính Unix. Chính là dùng hệ Unix mà tôi đã dùng máy để giải ra mã mật Mỹ. Lúc này những bức điện mật của Mỹ là bên các ngành không giải được. Nhờ tôi dùng máy tính, dùng hệ hành Unix, viết lập trình bằng C là giải được điện mật của Mỹ. Đấy là nhờ những cái thành tích như thế. Tôi ở trong ngành nhà tôi là ít xuất hiện, gần đây tôi mới xuất hiện có 3 năm gần đây ra mặt mọi người. Trước kia tôi, thậm chí ngay bây giờ tôi vẫn còn hợp tác. Đó là những cái công việc ấy nó đòi hỏi sự anh phải, thậm chí tôi đã định lấy Ngô Bảo Châu về làm quân của mình. Bởi vì những cái bài toán mà giải mã mật này nó thực ra đòi hỏi những người có khả năng toán học rất là cao. Nhưng chúng ta đều làm được hết, được lập trình hết. Các bạn bây giờ có một cái bị, nó gọi là bị cái trend nó quy định, tức là mình làm việc trong framework của công ty như Microsoft hay Google là các bạn không thoát ra được. Các bạn chỉ biết lập trình trong cái gói của nó và ra ngoài là các bạn không thấy. Nhưng thực ra thế hệ của tôi lại là ngược lại, là chúng tôi đi từ lý thuyết đi ra. Nên chúng tôi không có, chúng tôi tự làm. Còn nếu có thì chúng tôi xài, và chúng tôi không xài được cái này, chúng tôi xài cái khác, bất cứ ngôn ngữ gì. Nhưng mà tôi biết rất nhiều ngôn ngữ. Và vì vậy đến bây giờ là tôi vẫn có thể làm được việc vẫn lập trình. Các bạn thường gặp phụ huynh không có hỏi gì ạ? Vâng. Đây khi bắt đầu máy tính hình thành ấy, thì như bác nói lần đầu là khi máy tính về là không có màn hình, thì toàn bộ là không biết là mình. Thì bác cũng chia sẻ là ngày xưa các sinh viên xây dựng ra để tính toán kết cấu về dùng máy tính ấy, thì ngày xưa nếu không có màn hình ấy thì mình sẽ nhập liệu như nào và mình nhận thông tin, mình nhận kết quả ra như nào, thì cũng cháu không xong vấn đề này. Và câu hỏi thứ hai về cháu muốn hỏi bác là mình khoa học Việt Nam mình tiếp cận máy tính rất sớm, thì tại sao về nền tảng khoa học cơ bản, kỹ thuật cơ bản về máy tính và công nghệ tin đấy, ví dụ về mã nguồn mở, tất cả mọi thứ về sản xuất, về lĩnh vực sản xuất mà do chính sách của nhà nước mình ngày xưa không có, hay là mình đủ điều kiện để làm. Em xin cảm ơn ạ. Anh rất hay. Tôi phải nói luôn là cái mà anh hỏi đầu tiên ấy chính là cái máy tính của Liên Xô. Cái máy tính Liên Xô thì nó đầy đủ các thiết bị quay vi như tôi nói, nó không thiếu cái gì cả. Thế thì ngày xưa ấy, người ta lập trình ấy, thì là bằng ngôn ngữ bậc cao. Máy Liên Xô chứ không phải là lập trình như bọn tôi. Bọn tôi làm là máy tính của Việt Nam làm. Thì mình phải đi từ bit lên. Còn cái máy tính nhập Liên Xô ấy là nó có ngôn ngữ bậc cao, tất nhiên nó không cao bằng các bạn bây giờ. Ngày xưa nó có mấy ngôn ngữ chính đây, một ngôn của các bạn biết rồi. Đấy. Hai là Fortran để tính toán học kỹ thuật. Đấy, ba là Algol. Đấy lúc ấy. Thì lúc mà giáo Việt Nam vào ấy, thì là máy tính IBM 360 ấy, thì là nó dùng ngôn ngữ gọi là RPG. Cho một số bạn có thể biết RPG. Thế này nó vẫn còn dùng, IBM vẫn còn dùng. Thì đây là ngôn ngữ cao hết cả. Mà ngôn ngữ đấy là nó chuyên, hoặc là để điều khiển, hoặc là để tính toán học kỹ thuật, hoặc là để làm về thương mại, rất là chuyên dụng.
Và vì vậy không có gì là đặc biệt cả, mọi người sẽ viết bằng ngôn ngữ như thế, nó chuyển thành cái ASCII, sau đó là đục qua cái băng lỗ hoặc là tiền lỗ, xong đưa vào máy, nó sẽ chuyển sang máy. Không cần màn hình, màn hình chẳng qua là để hiển thị một số các hình vẽ thôi, thì nếu không màn hình vẫn in ra giấy được, tất nhiên nó không chính xác như giờ vì ngày xưa mới vẽ. Rồi tích kết cấu ngày xưa nó không phức tạp như giờ đâu, các bạn nhìn cái nhà đấy, ngày xưa nhà toàn nhà cấp 4 đấy mà. Tất cả nhà gọi là đẹp Hà Nội là đều do chứ người Việt Nam lúc ấy chỉ làm nhà cấp 4 thế thôi. Cái kết cấu ngày xưa thực ra rất đơn giản. Xây nhà ngày xưa nói thật các bạn không có xi măng đâu. Xây là chỉ toàn là ở giữa ba ta là chính thôi. Thế mà không hiểu vì xưa người ta có lương tâm, người ta chỉ các cụ ngày xưa chỉ có vôi mật như thế mà nhà không hề đổ. Không hề đổ. Còn bây giờ hẳn hoi có xi măng vẫn đổ. Nhưng câu hỏi sau bạn là cái gì nhỉ? Sản phẩm ạ? Cái này chính là tôi vừa nói rồi, những bạn không để ý thôi. Chúng ta có một thời kỳ khủng hoảng, đó là sau chiến tranh kết thúc ấy, thì là con người là từ chiến trường trở về thì cái nhu cầu đầu tiên là người ta dựng gia đình, đẻ con, báo hiếu đi tìm xác đồng đội rồi chữa bệnh. Hầu hết bọn tôi mắc bệnh hết, thế rồi làm nhà, tức là mọi người rơi vào những cái việc rất là đời thường. Những người điên rồ bọn tôi cả nước đến chỉ có mấy chục người thôi. Đấy là cái lý do mà chúng ta đào tạo hàng triệu. Phải nói là trong thời kỳ chiến tranh ấy, những người như Tạ Quang Bửu, như Phạm Văn Đồng, người ta đào tạo hàng triệu. Tổng cộng suốt như vậy là mấy chục năm là đào tạo được hàng triệu và giáo sư tiến sĩ không phải ít đâu. Thế nhưng mà hầu hết các anh ấy lại ở lại nước ngoài để làm đóng góp chất xám cho nước người ta dùng được, người ta trả lương cao. Còn trở về nước ấy, như bọn tôi còn có nghề. Ví dụ bên cạnh làm máy tính này tôi có thể chữa được TV để kiếm sống, chữa được bằng cái bằng nhạc, tôi chữa được hết, tôi sống được. Tôi thậm chí còn rất nhiều anh đi buổi tối anh ra quán để đánh nhạc đệm, đám cưới tôi đi chụp ảnh kiếm thêm. Không nghề tay trái, nghề chụp ảnh, tức là mọi người phải dùng nghề tay trái để nuôi chứ còn lương không thể sống được. Đấy là lý do mà các cái viện lúc đầu hoành tráng như thế, sau đó anh em ra nước ngoài đấy. Trong cái đám tôi đưa ảnh rất nhiều người lại ở lại nước ngoài, họ về đó rồi, đúng không, ở châu lục điển hình về nữa. Đấy là lý do mà rất đơn giản đến hôm nay cũng học đâu. Các cô giáo bây giờ tại sao có hiện điểm ở đấy, các thầy cô bây giờ rất khổ. Tôi đi với con miền Cao Bằng, Lạng Sơn, thầy cô từ mẫu giáo cho đến cấp 3 lương như thế làm sao đủ cấp vượng. Khi ta không đủ sống nên là rất nhiều người không chịu được và người ta trở thành người đất lương. Chúng ta sinh ra hiện cả cái sai này là sách của bộ trưởng chứ không phải của ai cả, và cái này chúng tôi đã nêu rất lâu rồi, nêu không giải quyết được, chính là cái nơi để họ tham nhũng được. Vì có nhiều người xấu thì họ mới cái xấu của họ nó mới chìm đấy, nếu mà giờ tất cả tốt tham nhũng lộ ngay. Đây chính là một cái mà không chỉ riêng Việt Nam, rất nhiều nước cũng thế thôi. Bằng cái cách này ta để duy trì cuộc sống nhà khổ là đẩy những người khác vào cấp lương. Đấy tôi cho là cái mà các bạn nên ý thức được việc đó. Các bạn ngày nay thấy các công ty tư nhân ta làm việc tốt, đấy là vì người ta trả lương cao. Trả lương cao thì người ta không phải lo nghĩ, người ta tập trung vào một việc. Nhưng bọn tôi hy sinh hết đấy. Thực ra là người mà chúng tôi phải cảm ơn nhất chính là vợ con mình, bố mẹ mình. Hy sinh tất cả để cho mình làm việc. Thấy cái điên rồ mình như thế mà chịu đựng được từ những năm này tôi cho là rất là vĩ đại. Thế còn cái chuyện mang nguồn mở thì tôi cũng một trong người đầu tiên, tôi còn những cái thư trao đổi. Thực ra là tóc vàng lúc ấy chả ai biết rồi, sau tôi thế đàn em chả ai biết rồi. Ngay cả lúc Bill Gates tôi gặp đầu tiên ở Paris chả ai biết Bill Gates ai cả, mặc quần đi bò rách thủng ở đầu gối. Nhưng mà cái đất nước người ta có người gọi là dám, những người giàu nước Mỹ là người ta thừa tiền, không phải như chúng ta là thiếu tiền. Họ thì có những người họ giàu mấy trăm năm nay rồi, họ biết tiền làm gì cả. Thế họ nhìn vào thằng nào thì là mà thấy con hàng đáng tin thì ta chọn. Thế vậy thì Bill Gates, Steve Jobs vay được tiền ấy, mọi người đừng có tin báo chí. Không vay được tiền đố ông là công ty nói là $600 là $600 là cái hôm ra đầu tiên thôi ạ. Sau đó thì phải có tiền trả nhân viên chứ. Còn những chuyện báo chí hay nói bệnh lắm, các bạn cứ tin báo chí ta tây giống nhau hết, đều là giật gân với phép. Câu like là chính thôi, đừng có tin. Cuộc sống đấy như tôi kể nó rất là buồn cười ấy, mà các bạn cứ hỏi bất cứ ai nói gì dưa hiện vật ra. Còn nói mồm, ông nào chém gió cũng được hết. Cứ thực ra, bảo ông lập trình, ông lập trình cho tôi xem. Bảo ông tôi xem, bắt cái ốc nhìn động tác, bắt cái ốc biết là không biết. Sao mà làm cái gì lớn.
step trước thì kết khác hẳn những cái ông lái gió chăn gió chỗ là người ta làm thật, người ta làm thật và người ta cũng sai rất nhiều, có sự đang thôi, nhưng còn tất cả chúng tôi đã từng sai rất nhiều, sai hàng trăm hàng mấy trăm thứ, thế cuối cùng đúng được một chục thứ là thứ nó nổi lắm đấy. Cái chính sách thì sai, tôi còn giữ, tôi có bản 0.93 từ lúc còn chưa được đâu. Tôi nói cả nước ai nghe đấy, thế là tôi cứ ứng dụng, tôi cứ bảo đấy là Windows, có ai biết đâu thì không, dốt lắm, tôi vẫn cứ nghiệm thu, tôi vẫn nói là Windows toàn bộ phần mềm thế là Windows. Thì tôi không trả thi, thì tôi có cả hệ nhạc riêng, nhưng tôi không đi dựng cái đạo lực đi thi Việt Kỳ, Inac, xong bây giờ một số anh em. Tôi nói thật chứ anh Tuấn Anh rất giỏi, là một hacker có tiếng. Còn cái chuyện mà ban giám khảo cuộc thi trí tuệ Việt Nam ông bốc lên là cái chuyện bình thường. Tôi đỡ bạn vào đấy, ông ban giám khảo chả biết gì đâu. Nhưng mà thiên hạ lại thích những cái người nổi tiếng, giáo sư, tiến sĩ như thế. Thì ngồi ban giám khảo nó ngoài nhưng thực ra chẳng biết gì. Thực ra những sự giỏi ấy, thì người ta suốt ngày làm việc, người ta không thể giờ đi đàn đúm lên TV đâu. Tôi thật bây giờ tôi 70 tuổi mới xuất hiện, nhưng trước đây cái chả giờ xuất hiện gì. Cháu tên là Hoàng Trung Nguyên, hiện tại cũng đang học ở Phú Mỹ ạ. Thì cháu có câu hỏi cho bác là bây giờ bác có đang tiếp học những công nghệ nào mới không ạ? Hay là ngôn ngữ hiện đại bây giờ? Tôi thì không làm ở level thấp. Tức là từ những năm 80 tôi đã trở thành tổng hình sư rồi. Những ngày bên Pháp tôi ra tổng hình sư. Tức là 28 tuổi ở Pháp cho tôi làm tổng hình sư, phụ trách của một đống giáo sư dưới rồi. Đấy là tôi vô cùng ngạc nhiên là sao mình chỉ làm anh kỹ sư ở Việt Nam là con đấy thì họ thấy mình làm được, họ ra mình làm tổng hình sư. Các bạn mà xem một cuốn phim của Tây sẽ thấy ông đạo diễn rất quan trọng. Ông ngồi, ông có cái loa nó hét, hay là cô diễn viên xinh đẹp và lương cao mấy cũng phải nghe, chứ không phải như mình. Nhưng mà do để làm truyền thông bao giờ ta tôn vinh cái anh diễn viên nên thực ra đạo diễn quyết định hết, đạo diễn quyết định hết. Thì làm tổng hồn sư nó là một nghề. Ngày xưa sau đây thì tôi không làm nhiều tin học, nhưng mà tôi dạy những cái môn như là quản lý dự án hay là thiết kế những hệ thống lớn. Cái kiến thức của tôi nó đa ngành, nhưng mà làm vào website tôi thấy tôi có thể viết 120 ngành khác nhau được rồi. Tức là mình phải hiểu rất nhiều lĩnh vực, từ tâm lý, từ thậm chí cả sinh học phân tử cũng phải biết. Thì thực ra tin học là gì, chẳng qua là công cụ giải quyết bất cứ cuộc sống. Vấn đề gì cuộc sống sinh ra thì máy tính đều có thể giải quyết được hết. Vấn đề là bạn phải hiểu cái lĩnh vực đấy. Còn máy tính chỉ là công cụ. Cái công đã bằng mức độ tổng công sư thì không cần phải biết lập trình nữa. Mình luôn luôn lấy được một, mình có một cái kinh để gửi thuê những anh lập trình giỏi nhất mà mình thấy cần họ vào. Đó là chỉ cần là interview thôi. Thế đấy là hiện nay là như thế, chứ không phải là còn là lập trình nữa. Thế còn nếu có lập trình chẳng qua là giải trí để dạy cho các cháu. Em là sinh viên đại học công nghiệp, sinh viên tại Phoenix. Thì em có một câu hỏi cho thầy là bây giờ thì điều kiện vật chất nó đã đủ để mình thực hiện hóa cái ý tưởng của mình rồi, nhưng mà cảm giác bây giờ mình đang nghĩ thì bọn Mỹ đã nghĩ 10 năm trước rồi, bây giờ mình có nên tiếp tục cái mà không ai làm không, chưa ai làm, hay là mình nên phát triển những cái đã có để phát triển tốt hơn người ta? Câu hỏi bạn rất hay và đã có một phần câu trả lời ngay trong câu hỏi của bạn. Đó là không phải chúng ta làm cái gì mà người ta không làm, mà phải làm cái gì mà mình làm rẻ hơn người ta, tốt hơn người ta. Cái việc người ta có thể làm rồi, nhưng mà nếu mình làm lại mà rẻ hơn và tốt hơn người ta thì mình vẫn nên làm. Còn thời chúng tôi ấy là bị cấm vận, Tây nó không cho mình cái gì cả, làm mình chết. Hay là những vấn đề như quốc phòng ạ, nó đánh điện bật sang mình, tất nhiên là mình không giải được thì mình chết, mình thua nó. Thế công bảo tôi, lúc tôi cũng biết gì đâu, mà nó là rất liều, tôi cũng dám bảo cứ làm. Thế tôi cũng gật đầu. Nếu mà tôi mà không làm thì chắc cũng tự tử rồi. Vì lúc toàn bộ danh dự mình là ở đấy hết cả. Nhưng bằng mỗi cảm tính nào đó tôi bảo nghĩ là mình làm được. Thế cuối cùng mình cũng làm được thật. Thế sau này khi mà bắt đầu thế giới nó mở cửa ấy, tôi lại gặp lại chính những cái anh địch thủ của mình ở bên Mỹ. Rất là thú vị. Thế nó bảo là chúng ta không nghĩ là chúng mày làm được.
chúng ta mà nghĩ mày làm được, chúng ta ra thuật toán khó hơn mình, chắc chúng mày cũng làm được. Nó coi thường mình, nó làm thuật toán khá dài, khá dễ. Nó thẳng vào như thế. Đấy. Nhưng mà vấn đề là Anna thôi, đã lên võ đài rồi, tôi chẳng biết anh gì cả, vấn đề là tôi thắng anh, thắng là được, đúng không? Thì tôi nghĩ các bạn thế thôi. Bây giờ không có vấn đề gì là sang hay hèn cả. Bất cứ cái gì mà thành thương phẩm được, mà các bạn làm rẻ hơn, tốt hơn, nhanh hơn, nhiều hơn thì các bạn làm. Thì tất nhiên là bạn đừng có làm một mình. Tôi nói đi nói lại rồi là phải teamwork. Phải có những anh làm marketing, có những anh thăm dò đủ thứ. Chứ không phải chỉ có mỗi lập trình giỏi đâu, lập trình chỉ là phương tiện thôi. Nếu cùng lắm thì ta thuê thằng Tây lập trình cho mình chả sao cả. Nhưng mà vấn đề mình phải có đầu ra. Không có đầu ra là chúng ta thua. Cảm ơn thầy ạ. Thay mặt tất cả các bạn sinh viên xin cảm ơn bác ạ. Cảm ơn các bạn.